ở đây mà chia sẻ với cả nhà về 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 hai cái ý đầu tiên thôi. Bởi vì cái doanh nghiệp trường tồn này, hay tổ chức trường tồn, hay gia tộc trường tồn, đã bao giờ cả nhà nhắc đến cái khái niệm này không? Tổ chức trường tồn, doanh nghiệp trường tồn, gia tộc trường tồn. Thì ở đây á, cái khái niệm này ngay từ đầu á, có nghĩa là trường tồn ở đây là tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Thực ra ở Việt Nam mình ý, nói là để có cái doanh nghiệp gọi là phát triển và tồn tại qua nhiều thế hệ ấy, thì gần như là chưa có luôn. Và cả nhà có biết là cái tổ chức nào mà hiện tại, các tổ chức nào mà hiện tại ấy, nó gọi là được tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ, biết là tổ chức nào? Đó chính là những cái tổ chức về tôn giáo. Nhưng mà những cái tổ chức đó họ có những cái đặc điểm gì? Thì ở đây ví dụ như là doanh nghiệp trường tồn thì nó mang đủ đầy các đặc tính cốt lõi của gia đình. Mà đặc tính cốt lõi của gia đình là gì? Nhiều khi có gia đình cũng chưa biết đặc tính cốt lõi của gia đình là gì. cái này là nghi vấn nhé, để cho mọi người nghi vấn thêm. Và mang tính là tôn giáo, tín ngưỡng và đạo lý. Vậy trong tôn giáo tín ngưỡng có gì? Thì khi này nó mang những cái đặc tính này thì nghĩa là đặc tính cốt lõi của gia đình và tôn giáo tín ngưỡng. Ở trong tôn giáo tín ngưỡng nó có một cái nghi thức, đấy là gọi là sinh hoạt ràng buộc, đúng không? Cả nhà thấy giống như kiểu là ở nhà thờ ấy, là cứ cuối tuần là sẽ có một buổi để đi lễ. Cái đặc tính đó đó. Nên là đây là nói chia sẻ qua một chút với cả nhà mình để cho mình nhận cái khái niệm này thôi, chứ còn rõ thì chắc là chưa đến lúc. Rồi biết ơn hậu em tắt cho giúp chị cái này đi. Nên là cái để mà phát triển một cái doanh nghiệp trường tồn ấy thì ít nhất phải hiểu được ba cái đặc tính đó. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại bài ngày hôm trước. Ngày hôm trước chúng ta đã cùng nhau làm rõ cái gì cả nhà? À, nhân quả. Rồi, nhân quả vận hành qua năm bài học là gì? Thứ nhất, và cộng thêm quả gia tăng. Thứ hai là gì ạ? Gieo 1 gặt 200. Có thấy thế không? Có thấy thế không mẹ? Có thấy là gieo 1 gặt 200 đã thấy chưa đã? Thế đã thấy được rằng là mình gieo gì gặt đấy chưa? Thật chưa? Thế những cái bài học bình thường hàng ngày chia sẻ thì đã thấy thực sự là theo gieo nhân thì gặt quả đấy chưa? Rồi, thứ nhất là gieo gì gặt đó, còn thêm được quả gia tăng. Thứ hai là gì? Gieo 1 gặt 200. Bài học thứ ba là gì? Quả như ý nhá. Quả như ý thì cần đủ thời gian. Còn là quả gọi là quả không như ý thì thường là nhanh hơn đó. Tiếp vào số 4 là gì ạ? Nhân quả không hồi tố. Nhân quả không hồi tố là sao? Gặp rồi là hết rồi đúng không ạ? Gặp lại, gặp xong là hết.
Còn có nghĩa là chúng ta vẫn còn đang gặp là vì sao? À, chúng ta lại gieo vào chúng ta. Hoặc là chúng ta giống như kiểu cây xoài ấy, là cái cây lâu năm ấy, là làm sao ạ? À, là do chúng ta còn tiếp tục chăm sóc nó. Tiếp, bài học số 5 là gì? Có gieo có gặt, đúng chưa? Nên là tất cả những cái gì mà chúng ta nhận, chúng ta nhận ở cái thời điểm hiện tại, từ sức khỏe, từ nội tâm, từ mối quan hệ, từ công việc hay là từ tài chính, thì đều là gì? Đều là quả của những cái gì mà chúng ta gieo trước đây, đúng không nào? Nên là kể cả ấy, ví dụ như các anh chị có, nghĩa là có một cái trạng thái rất là vui vẻ, hay là cái trạng thái nội tâm của mình ấy, nó không vui ấy, thì cũng là gì? À, cũng là do tâm chúng ta gieo, đúng không? Thế trong cái thời gian vừa rồi các anh chị thực hành ấy, thực hành gọi là quan sát cái quả như ý của mình ấy, thì sao? Cả nhà có thấy vướng mắc gì không? Và có quan sát ra được rằng là cái quả như ý mình nhận hàng ngày nó đã chuẩn theo những cái gì mà của cái bài học đó chưa? Có quan sát ra được không? Hay là có thắc mắc gì không? Có hỏi gì về cái đó không? Hay có cần làm rõ gì về năm bài học đó không cả nhà? Bởi vì khi mọi người nhận bài học ấy, mọi người phải ứng dụng được. Chứ còn nếu như mà nói lý thuyết ấy, thì đúng là chúng ta cũng nhiều lắm, lý thuyết thì nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cách vận dụng, thì khi đó chúng ta mới đơn giản để chuyển hóa đó. Thì thời gian vừa rồi mọi người thực hành hàng ngày ấy, thì mọi người cảm thấy sao? Và có thể chia sẻ, hoặc là chia sẻ cái mà mình có thể quan sát từ năm cái bài học đó, đưa ra cái thực tế của mình như nào không? Có ai chia sẻ? Bài học tương tác ngộ ra đấy. Cả nhà mình chia sẻ đi. Alo, biết ơn cô Hà, biết ơn anh chị em. Thì qua cái bài học hôm trước một cô Hà chia sẻ, tức là về cái luật nhân quả ứng dụng trong đời sống và công việc, thì tức là lấy cái ví dụ là từ cái cây lúa, gieo trồng cái cây lúa là một cái mà nó rất là dễ để mọi người hình dung, đúng không? Ở đây thì chúng ta hầu hết là cũng là đều từ quê ra đây để làm việc ấy, nên là cái công việc của người nông dân trồng trọt thì chúng ta đều được tiếp cận và đều hiểu. Thì cô Hà đã lấy cái hình ảnh nó rất đơn giản từ cái việc gieo trồng cây lúa để chúng ta liên hệ đến cái nhân quả. Thế thì đấy, qua cái bài học đấy thì vừa nãy là cũng đã trao đổi 4-5 cái nội dung rút ra từ cái bài học đấy, thì ứng dụng vào trong cái cuộc sống công việc hàng ngày ấy, thì tôi lấy một cái ví dụ. Thứ nhất là gọi là gieo nhân gì thì gặt quả đấy. Thì với bản thân tôi thì tôi thấy cái này ví dụ ứng dụng vào cái công việc hàng ngày trong gia đình. Thì tôi mong là con tôi, thì tức là trước khi mà học để giỏi giang chuyên môn ấy, thì tôi mong muốn là con là học làm người trước. Thì làm người ở đây với tôi thì tôi muốn là con tôi đầu tiên gọi là phải là viết là khiêm tốn, lễ độ, trung thực, ngay thẳng. Và tiếp nữa là biết ghi nhớ công ơn của những ai mà đã hỗ trợ mình, giúp mình. Và một điều nữa là biết bao dung. Thế thì muốn, trước khi mà muốn bao dung được thì đầu tiên là phải biết chia sẻ.
chia sẻ với người thân, với bạn bè. Thế nên là trong cái cuộc sống hàng ngày thì tôi bây giờ công việc thì cũng bận, nhưng mà thường là để mà cho con gái mà có thể hiểu mà thấm được cái việc mà chia sẻ, thì thay vì là nói nhiều là à con phải biết thế nọ, phải biết thế kia, thì tôi muốn là mình tạo ra cái môi trường mà mình làm gương trước. Thì như tôi ở đây là trong sống gia đình hàng ngày thì cuối tuần thường là tối thứ bảy hoặc trưa chủ nhật, thì tôi thường là một số cái gia đình mà thân thiết cũng có các con xem như tuổi con nhà tôi ấy, thì thường xuyên là nhà tôi là dùng cơm để chúng có cái môi trường vui vẻ chia sẻ với nhau. Đấy, và khi mà tôi vừa về quê cũng vậy, thì nếu như mà tôi mà không ăn cơm ở nhà thì không nói, nhưng tôi mà đã ăn cơm ở nhà thì ví dụ như là một bữa thì cũng phải là có tất cả anh em là các chú, còn hai bữa thì phải là sum họp đại gia đình đằng nội với đằng ngoại đều như thế. Và cái việc này thì tôi cũng duy trì được nhiều năm nên gần như là bây giờ nó trở thành thói quen. Và từ cái thói quen đấy thì có thể nó hình thành cái tính cách của các con. Đấy thì nên là như mấy đứa tôi thì bây giờ là cái tính cách là gọi là biết chia sẻ, hòa đồng với mọi người đấy, thì nó gần như là nó trở thành cái tính cách của chúng nó rồi. Đấy thì ý tôi muốn nói ở đây là gì? Lấy một cái ví dụ là tức là với con gái tôi muốn là đầu tiên là chúng biết cái cách học cách chia sẻ. Thì đấy là cái mục tiêu và là cái quả mà tôi mong ở các con của tôi. Thế thì đấy, muốn có được cái quả đấy thì tôi phải gieo cái nhân gì? Thì nhân ở đây là mình chia sẻ với những người khác. Thì tôi tạo ra một cái môi trường, ví dụ như ở gia đình đấy, bạn bè các thứ hay là về quê mọi người, đấy chính là cái mà tôi đang gieo cái nhân để cho các con của tôi nhìn thấy được cái nhân đó để học tập và để cho chúng nó có cái kết quả, cái quả là về cái tính cách sau này chúng nó biết chia sẻ, hòa đồng với mọi người. Thế đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi thấy là ứng dụng cái việc mà gieo nhân gì gặt quả đấy. Ví dụ như trong công việc thì chúng ta là một cái ví dụ đơn giản nhất là như là nhân viên kinh doanh đi. Thế thì với nhân viên kinh doanh thì cái quả là cái gì? Quả chính là doanh số, đúng không? Là kết quả kinh doanh là doanh số thôi. Thế thì bây giờ muốn có doanh số tốt, đấy là cái muốn có cái quả như thế, thì nhân là gì? Nhân là chúng ta phải cho người khác cái doanh số. Người khác ở đây là ai? Là khách hàng của chúng ta, là đối tác của chúng ta, là đồng nghiệp của chúng ta. Thế nếu như mà chúng ta cho khách hàng của chúng ta có được cái doanh số tốt, tức là ở đây là gì? Chúng ta có những cái giải pháp hay, có những cái sáng kiến hay, chúng ta góp ý cho khách hàng của chúng ta để khách hàng của chúng ta có được cái doanh số tốt. Thế nếu như mà khách hàng của chúng ta có doanh số tốt, kết quả kinh doanh của họ tốt, thì họ có cơ hội để họ mở rộng đầu tư. Thì như vậy là gì? Chúng ta có sẽ thu được cái kết quả. Đấy là tức là việc hỗ trợ khách hàng để có doanh số tốt mà chúng ta đang gieo nhân, đúng không? Nhưng đấy, nếu như khách hàng của chúng ta có doanh số tốt, người ta mở rộng đầu tư, thì chúng ta có cơ hội hợp tác với họ, bán hàng cho họ. Thì như vậy là gì? Nhân chúng ta thu được, đấy chính là doanh số. Đối với đồng nghiệp, nếu như ở đây các bạn mà chia sẻ cho đồng nghiệp của mình những cơ hội hay những kiến thức, những cái kinh nghiệm để đồng nghiệp của mình bán hàng tốt hơn, thì nếu như ở đây là gì, chúng ta có đội ngũ kinh doanh có khoảng 200 nhân viên kinh doanh, mà 200 nhân viên kinh doanh của chúng ta đều giỏi, đều tốt, thì có phải là đấy là cái sức cộng hưởng để xây dựng cái thương hiệu của Tân Phát trên thị trường? Và khi cái thương hiệu của Tân Phát trên thị trường đã tốt, đã mạnh, thì có phải đấy chính là cái cơ hội để mang lại cái việc của bán hàng của chúng ta nó thuận lợi hơn?
thì cái kết quả cuối cùng doanh số của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Thế còn về với đối tác thì nếu như chúng ta làm với đối tác khăng khít, chúng ta không mua được, hỗ trợ cho đối tác của chúng ta tốt doanh số, đối tác của chúng ta phát triển, chúng ta trở thành khách hàng chiến lược, khách hàng quan trọng của họ, thì đương nhiên cái dịch vụ hậu mãi họ sẽ hỗ trợ chúng ta tốt hơn. Đó chính là cái công cụ để chúng ta hỗ trợ lại cho khách hàng chúng ta tốt hơn. Thì đấy, tất cả cái đó là chính là mang lại kết quả, là cái kết quả kinh doanh của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đấy thì tôi xin chia sẻ cái hiểu biết của mình qua cái bài học vừa rồi, là gọi là nhân gieo nhân gì thì gặp quả đấy, là một số cái ví dụ như trong gia đình và trong công việc. Xin cảm ơn. Liên Trinh đã phối hợp để chia sẻ cái bài học tâm đắc ngộ ra. Thì qua cái sự chia sẻ của Trinh ấy, thì cả nhà thấy trọng điểm của bạn là gì ạ? Đó là gieo cái gì? Chia sẻ. Và trong gia đình thì là gì ạ? Bản thân là thân giáo cho con. Cả nhà phải trong đối với gia đình ấy, chúng ta không nên dùng từ làm gương. Bởi vì là làm gương là sao ạ? Làm gương là nhiều khi mình chỉ làm về hình thức cho con nó thấy. Nhưng mà đối với trẻ, khi mà con sẽ cảm nhận được bố mẹ làm như vậy là thực hay là chỉ làm cho con xem. Nên chính vì thế nhiều khi các anh chị sẽ thấy, ồ, tại sao mình làm này mà sao con không có theo? Là bởi vì lúc đó con chỉ thấy chúng ta làm gương thôi, chứ còn thực sự là không phải là chúng ta thân giáo. Thân giáo là chúng ta làm cho chính bản thân mình trước, rồi khi đó con nó thấy bố mẹ có thành quả từ cái việc đó đó, và nó muốn trở thành như vậy, thì khi đó con mới, các anh chị không cần bảo con cũng theo. Các anh chị hình dung không ạ? Nên là chúng ta phải hiểu rất rõ cái khái niệm là làm gương là như thế nào và thân giáo là như thế nào. Còn về bản chất, các anh chị có thể gọi là đồng hành được với con ấy, là các anh chị phải thân giáo, chứ còn làm gương không đồng hành được đâu. Thì ở đây ấy, qua cái sự chia sẻ của Trinh ấy, thì đối với Hà nhà học, Hà thấy có cái bài học, đó là cái sự chia sẻ, là bạn ấy chủ động vì mong muốn con nó cũng có sự chia sẻ với người khác. Và từ cái sự chia sẻ đó, con sẽ hình thành những cái nhân cách là chân thật này, hay là trung thực này, hay là gọi là giữ được cái chữ tín đó. Thì qua cái sự chia sẻ này, tại vì khi mà cái chữ tín là chúng ta có phải là chúng ta nói những cái gì chúng ta làm và chúng ta làm những cái gì chúng ta nói, đúng không ạ? Thì khi mà ai mà nói được cái điều đó thì cái uy tín của cái người đấy nó lớn lắm á. Thì ở đây còn về cái sự chia sẻ thì thực sự này, ở đây các anh chị, Hà hỏi các anh chị kinh doanh không? Ai mà đã là gọi là kinh doanh mà đại loại là doanh số nó cũng ok một chút nhé, mọi người thử ngẫm lại một chút thôi, là khi đó ấy, mình đã chia sẻ cái này cho ai? Tại vì Hà khi mà nghe Trinh chia sẻ cái này thì Hà mới nhận thấy là, ồ, nếu mà bạn kinh doanh ấy, nếu như nó đúng theo cái bài học của nhân quả là gieo một gặt 200 ấy, thì đôi khi nhá, có những cái là thông tin về khách hàng mà trong cái năng lực của chúng ta chưa có làm được á, nhưng mà mình thấy, ồ, cái người này người ta làm được cái điều đó đó, thế là mình giới thiệu luôn cho họ,
cái đó. Mà đôi khi có khi người ta chỉ nhận cái báo giá hoặc là người ta được cái hợp đồng ấy, nó chỉ cần là 2 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Nhưng khi các anh chị nhân lên với 200 lần thì về sau hợp đồng đưa về cho chúng ta là bao tiền? Cái này hiểu cái này không? Và các anh chị ở nhân viên kinh doanh ở trong ngày này thử ngẫm xem đã bao giờ mình có cái nó được gặt cái quả kiểu như vậy chưa? Có nghĩa là có thể là cách đây 2-3 tháng nó có một cái, mình có một cái thông tin gì đấy mà cái người khách đấy là người ta rất muốn làm việc với Tân Phát rồi. Nhưng mà hình như trong cái hiểu biết của mình là về cái sản phẩm hay là cái sản phẩm dịch vụ đấy nó không nằm trong hiểu biết của mình. Thế là mình mới đưa cho người này. Ở đây anh làm hộ em cái này đi, bởi vì cái phần này em không có biết. Thế thì cái người đó ấy, ví dụ như là giả sử như Trinh đi, Trinh khách hàng nó liên hệ với Trinh và Trinh ơi bây giờ anh muốn mua cái này, Trinh bảo hình như cái này mình không biết đâu. Thế là mới bảo là hình như Tuân biết cái này, bảo Tuân ơi ông liên hệ với ông này đi làm cái này để ký, bởi vì ông này ông rất muốn mua cái này rồi. Thế thì có thể khi mà Trinh giới thiệu cho Tuân cái ông khách hàng đấy, ông chỉ bảo là ừ cái này bây giờ anh đang cần cái dịch vụ này của anh nó chỉ khoảng 2 triệu thôi chú ạ. Và Tuân bảo ok em làm được. Thế xong rồi Tuân làm xong thì sau một thời gian ấy thì theo các bạn Trinh sẽ gặp cái gì? Hiểu không? Cái này hình dung được không? Cái bài học số 2 là gieo gì? Gieo gì? Thế thì bây giờ ở đây những nhân viên kinh doanh ngồi đây này thì cả nhà thử ngẫm lại xem mình đã bao giờ được rơi vào cái trường hợp như vậy chưa? Thì chia sẻ để mọi người công nhận. Chứ ví dụ như Trinh với Tuân ấy thì chắc chắn bởi vì hai ông này không tự nhiên mà ngồi lên được cái vị trí lãnh đạo đâu. Kể cả nhá, những cái người mà các anh chị sẽ thấy này, có phải là càng người giàu thì người ta lại càng cho đi rất là nhiều. Không phải tự nhiên mà người ta giàu như thế đâu các anh chị. Cả nhà nắm nắm đến đây chưa? Nên là mình còn chưa giàu ấy thì sao ạ? Chứ còn không phải là người ta giàu mà do người ta may mắn đâu này nhá. Chẳng qua là do cái cách người ta cho đi, nhiều khi người ta cho đi mà người ta không biết là mình cho đi. Nhưng mà nếu như mà thực sự ai hiểu được cái sự vận hành của quy luật nhân quả thì nó đơn giản thôi. Các anh chị cứ nhìn vào đúng cái 5 cái bài học mà Hà đã chia sẻ với các anh chị hôm trước ấy, nó không lệch đi đâu được bất kể một cái gì cả. Nên là còn ấy, nó còn là cái gọi là cái trường hợp mà cái quả mà nó bất như ý thì nó sẽ có những cái trường hợp là bình thường nó đúng theo quy luật là gieo nhân thì đúng ngày phải gặp quả, đúng không? Nhân xấu nhân tốt không cần biết. Nhưng tại vì sao có những trường hợp người ta gieo cái nhân đó đáng ra người ta phải gặp đúng cái đấy, nhưng mà cuối cùng mức độ của người ta gặp người ta vẫn phải gặp, chỉ có điều nó nhẹ hơn thôi. Chỉ là nó nhẹ hơn thôi. Có mà, đúng không? Nên các anh chị ở đây ngẫm ngẫm lại xem là xong rồi chia sẻ với Hà xem là đã bao giờ mình quan sát thấy là ồ, hình như mình chỉ hỗ trợ cái người này một chút xíu thôi, nhưng cái mà mình nhận được. À, nói đến đây thì Hà có một cái câu chuyện. Là câu chuyện này thì Hà chỉ nhớ nhớ thôi nhá. Có nghĩa là ở trong có một vị thầy mới nhận nuôi một chú tiểu. Nhưng mà với cái chú tiểu đấy thì chú vẫn có gia đình. Thì khi nhìn cái tướng pháp của cái chú tiểu đấy thì vị sư phụ đấy mới thấy rằng là đến cái thời điểm này là bạn ấy sẽ đoản mệnh rồi đấy. Thì trước cái thời điểm đấy khoảng một tháng thì sư phụ mới bảo với chú tiểu đấy rằng là con hãy đi về thăm gia đình nhé. Và nếu như mà đúng không có chuyện gì diễn ra, không có chuyện gì diễn ra ấy, thì có thể là chú sẽ đi và sẽ không bao giờ quay trở lại chùa nữa.
Thế thì tuy nhiên ý, trên đường về thì chú mới gặp trận mưa rất là lớn. Chú gặp một trận mưa rất là lớn. Và khi mà chú nhìn cái dòng nước nó trôi thì chú mới thấy một cái đàn kiến. Thấy một cái đàn kiến nó bị trôi theo dòng nước ấy. Thế là chú mới tìm cách, chú mới cho đàn kiến đấy bò lên qua khỏi cái dòng nước đấy để đi lên trên bờ. Để đi lên trên bờ, coi như là chú cứu được cái đàn kiến đó. Thế thì sau đó là chú về thăm nhà. Thăm nhà thì sau một tháng chú mới quay lại chùa. Thì thực sự là cái người sư phụ đấy rất là ngạc nhiên. Mới hỏi chú ấy là trong cái quá trình con đi về, nghĩa là đã có cái chuyện gì diễn ra. Bởi vì nếu như mà nhìn đúng cái gọi là cái tướng pháp của chú ấy, là chú sẽ không còn còn được gọi là sống tiếp nữa. Thì khi đó chú mới kể lại cho sư phụ mình cái câu chuyện như vậy. Chúng ta cải mệnh chỉ bằng những cái việc rất là đơn giản như vậy thôi đấy cả nhà. Nên là trong kinh doanh cũng thế, khi các anh chị sẵn sàng chia sẻ, thực ra ở đây cái từ chia sẻ này nó không phải là những cái gì nó phải là rất là to bự đâu. Đôi khi nó chỉ là lời nói, đôi khi nó chỉ là sự lắng nghe, đôi khi nó chỉ là những cái thông tin mà bản thân các anh chị không xử lý được thì các anh chị biết cái người nào xử lý, các anh chị làm cầu nối để cho họ giải quyết cái vấn đề đấy thôi. Cả nhà nắm chỗ này chưa? Nên là đặc biệt trong công việc ấy, thực ra ấy, khi mà nói đến từ chia sẻ này thì chắc chắn là những ai ở đây mà đặc biệt là kinh doanh ấy, gọi là doanh số mà gọi là hòm hòm lớn lớn ấy, thì cái việc này, thứ nhất là chia sẻ với khách hàng, thứ hai là chia sẻ với đồng nghiệp, là họ sẽ luôn luôn có ở cái tâm thái sẵn sàng chia sẻ. Chứ còn khi mà chúng ta đóng lại một cái thì làm sao ạ? Cái doanh số nó sẽ đóng lại với chúng ta ngay. Cả nhà nắm nắm đến đây chưa? Nó y hệt theo năm cái bài học đó à. Nên là chính vì thế cái đây là Hà chia sẻ để mọi người ứng dụng. Chứ còn nếu như mà học lý thuyết thì nhiều lắm. Nên là cả nhà mình đã ngẫm được cái này nó diễn biến trong cuộc sống của chúng ta. Ai ngẫm ra rồi thì có thể chia sẻ thêm một vài cái hiện thực của mình không ạ? Rồi mời Việt. Xin được chào và xin cảm ơn anh chị ngồi trong buổi học hôm nay. Đợi chị tí. Cả nhà mình tất cả mọi người ngồi ở đây có biết bạn Việt không ạ? Những ai chưa biết. Bây giờ bạn giới thiệu tên thì chúng ta hãy chào bạn một câu là chào Việt nhé. Việt giới thiệu lại đi em. Xin phép giới thiệu. Em là Vũ Tuấn Việt, làm bộ phận kinh doanh trong trực thuộc phòng kinh doanh. Chúng ta chào Việt. Cái thứ ra điều em muốn nói đầu tiên là em xin được gửi lời biết ơn đến chị Hà, người đã là người đầu tiên đã đưa cái tri thức tuyệt vời này về với thân pháp chúng ta. Thứ hai là biết ơn ban lãnh đạo đã tạo điều kiện và cho em được khóa học và đầu năm rồi em được tham gia. Để nói cái lời biết ơn này nó không phải là cái lễ nghĩa một nghi thức gì cả. Nếu mà khi chúng ta có cảm nhận và chúng ta là sau rồi nhận thức được đúng cái tri thức này thì em phải nói là nó là trên là tuyệt vời. Vì sao nó là cái tri thức gốc? Tại vì là em cũng đã tìm hiểu, cũng nghe rất nhiều từ đạo Phật này rồi đến khoa học, nhưng mà những cái gì ấy là cái sơ khai nhất, cái bản chất nhất thì có ở cái tri thức này. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ với mọi người cái bài học và tâm đắc ngộ ra của em. Trước khi hôm trước em học về cái nhân quả, thì sau khi học xong
em về nhà cũng có chia sẻ một cái bài viết như này. Em xin phép được đọc lại cho cả mọi người cùng nghe. Hãy học cách cho đi và nhận lại. Cho thứ mình có nhưng không có nghĩa là cho hết này. Cho vừa đủ. Cho để vui lòng mình và ấm lòng người. Đừng tính toán khi cho đi nhưng cũng hãy yêu cầu để nhận lại. Không có mối quan hệ nào mà chỉ cho đi mà không nhận lại. Và chúng ta hãy cứ cho đi và nhận lại thì sẽ thì nhân quả sẽ không hồi tố. Ngay ngày hôm qua em có nhận một cái rất bất ngờ đầu tháng thì trong cái thời gian em đi điều trị món tiền đình đó có làm cùng với một anh không làm về lĩnh vực kinh doanh về gara ô tô gì cả, hay là trung tâm chăm sóc. Thế là em cũng vào đấy cũng chia sẻ câu chuyện, anh em cũng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong đấy. Thì đúng cái hôm qua trước đấy em cũng giới thiệu là em là làm về mặt này mặt kia. Anh cũng có hỏi một số cái về lĩnh vực, em cũng chia sẻ hết. Thế là đúng không nghĩ là anh ấy là sẽ là người đầu tư. Thế là sáng qua tỏ sáng mai em lên gặp anh nhé, anh định anh sẽ đầu tư cái trung tâm chăm sóc xe. Thế là hai anh em lên đấy, cũng lên cũng khảo sát rồi xong là đưa ra các cái giải pháp rồi, giải pháp nào là tối ưu nhất với cái giá thành này, với cái tài chính này và với cái nhu cầu của anh ấy muốn thực hiện. Xong sau chưa các anh bảo thôi, xong bảo ok anh ấy tốt, thế là về em nào báo giá đi, báo giá trường lên đây. Em đưa các danh mục này ở đây, đây tất cả những danh mục mà phù hợp nhất với cái mục đích của anh. Đây là những cái mà tối ưu nhất để mà làm sao để anh thu hồi vốn nhanh này và hiệu quả trong công việc. Thế là không nói năng gì nữa, chốt. Chiều nay hẹn em là sáng lên anh chuyển cho anh tiền. Không nói anh không cần đàm phán về giá cả gì luôn. Khi mà mình đưa ra cái giải pháp nó cũng rất là quá là tối ưu rồi, nó rất là hợp lý rồi. Đấy, thế là sau vừa nãy anh gọi em bảo sang đi anh đưa tiền, em bảo thôi em xin phép là em bỏ khóa học từ sáng nay thì chiều em sẽ qua. Đấy là một cái nó rất là hiện thực. Và cái này em nhìn là đấy là một cái mà nó có thời gian nhá, nhưng mà bản thân ấy thì em nhìn nhận này, cái nhân quả mà nó tức là nó cái quả mà nó đến nhanh nhất là chúng ta trao cho nhau những tình cảm, những lời yêu thương. Ví dụ buổi sáng ra đi thì chúng ta gặp nhau, đồng nghiệp gặp nhau thì khen nhau một câu, hôm nay chị rất xinh, em rất đẹp và em mặc bộ váy này rất đẹp chẳng hạn. Đấy là cái quả đến rất là nhanh, tại vì người được mình khen thì người ta cũng rất là vui. Mà khi mình nói ra những lời tốt đẹp đấy, trong tâm mình lúc đã hết đẹp lên rồi thì đấy là cái quả mà nó đến ngay nhất ạ. Cảm ơn mọi người. Các bạn kinh doanh giúp Hà nói thật to là chúc mừng Việt. Chúc mừng Việt. Cả nhà có biết như nào không? Tại sao lại đã nhắc đến kinh doanh mà không ai mở miệng ra chúc mừng là sao ta? Nghe thành công của bạn có cảm giác là thành công của mình không? Trời ơi, đây là kế toán, ngồi yên đấy. Bây giờ Hà hỏi này, các bạn của phòng kinh doanh, thôi phòng kế toán thì ok rồi, các bạn của phòng kinh doanh nghe cái thành công của bạn thì các bạn cảm nhận ra sao? Vui thật không? Thật không? Rất thật. Thật không? Thật. Nghe thật gì mà hỏi thật không? Thật. Trời đất ơi, cả nhà có hiểu không? Ngày xưa ấy, Hà cũng không hiểu thế này đâu. Đôi khi nhìn thấy thành công của người khác ấy, nhiều khi mình lại nói là ổ, do họ ăn may, do họ có người này người kia hỗ trợ, đúng không?
À, do người ta may mắn nên là người ta mới có đó thôi. Nhưng các bạn có biết rằng khi chúng ta vô tình mà chúng ta có những cái gọi là cái nhận xét như vậy á, có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đang từ chối thành công của chính bản thân mình. Bởi vì cái mà chúng ta thấy ấy, có phải là bên trong chúng ta có thì chúng ta mới thấy là ở bên ngoài, đúng không ạ? Nhưng khi thấy người thành công ấy, thì không vui theo họ, mà là gì? Hả? Thế thì thành công nó bảo ok, tôi đã hiện diện để cho bạn hòa vào đó, để tôi hỗ trợ bạn thành công rồi nhá. Nhưng mà khi bạn nhìn thấy thế bạn bảo không, cái này ý, thành công của người ta là do ăn may, do người nọ người kia hỗ trợ nên người ta mới có được cái điều đó. Thế là thành công nó mới nói rằng là ồ thế à, thế thì tôi chào tạm biệt bạn nhé, tôi chào tạm biệt bạn. Thì bây giờ bạn cứ đi tìm cái người nào mà bạn nghĩ rằng là hỗ trợ cho bạn thành công thì bạn đi tìm. Cả nhà nắng nóng chỗ này không? Về bản chất cái thế giới bên trong nó thể hiện ra thế giới bên ngoài. Ngày xưa ý, thì khi mà Hà được các thầy cô chia sẻ, thì nếu như mà khi mà mình nhìn thấy người khác vui vẻ, người ta thành công ý, thì mình hãy vui vẻ và thành công, chúc mừng thành công của họ. Thì khi đó nếu mà quy ra con số ý, là chúng ta sẽ nhận 10%. Chúng ta sẽ nhận 10%. Mà bây giờ mình nhìn 10 người thành công như thế mà mình chúc mừng người ta thì sao ạ? Quy ra con số đó. Nhận cái việc bởi vì suốt ngày được nghe cái, chia sẻ của Thu Hà với lại chia sẻ của Việt ấy, thì tôi có mấy điều em muốn chia sẻ với lại tất cả anh em. Tức là cái này cũng là từ bản thân mình trong công việc. Thì cái hồi mà tôi làm giám đốc dự án ấy, cũng cả gần chục năm trời, thì quan điểm của tôi đúng là luôn luôn hai chữ chia sẻ. Thế ở đây có anh Tuân với lại rất nhiều anh chị em lãnh đạo thì cũng biết. Tức là tôi cái hồi khoảng 2011 đấy, thì tôi giữ vai trò là giám đốc dự án. Thì trước đấy ở công ty thì cũng có các phòng kinh doanh và có 4 phòng dự án. Nói chung là cũng các phòng thì cũng hay thường xuyên là xảy ra là chồng chéo khách hàng. Thế khi mà tôi lên thì tôi có quan điểm là thực ra ấy thì thị trường nó là bao la là bát ngát, và bản thân đối thủ của mình là ở bên ngoài. Thế còn ở trong đây đều là anh em, các giám đốc, các phòng đều là anh em cả. Nếu như từng phòng mà làm tốt thì thương hiệu của công ty nó đi lên, độ phủ thị trường nó lớn lên, đối thủ nó mất thị phần đi, thị phần của mình lớn lên. Thì như vậy đấy là cái tốt nhất, cái thuận lợi nhất để cho mình làm việc. Nên tôi nói luôn với quân trong phòng là bất kỳ phòng nào khi có chủng khách hàng thì báo cáo lại, và tôi sẽ ngồi với lại lãnh đạo phòng đấy, và chỉ cần người ta cam kết với tôi là làm việc hết trách nhiệm và không để mất khách hàng thì phòng dự án sẽ rút. Và ở đây anh chị em cứ kiểm chứng hỏi đấy, bây giờ hiện tại là còn anh Đại, còn mấy anh khác thì cũng đã chuyển công tác rồi, thì xem đấy trong cái giai đoạn gần chục năm khi tôi làm đúng dự án đã bắt đầu bao giờ xảy ra cái chuyện là tranh chấp khách hàng với một phòng nào chưa? Tôi khẳng định là chưa. Thế nhưng cuối cùng là doanh số của tôi có kém các phòng khác không? Khi các phòng 20-30 tỷ thì phòng dự án hầu như là đều khoảng 100 tỷ. Và cái việc đấy nó ổn định trong rất nhiều năm. Đấy thì mọi thứ là gì? Cho đi nhưng cuối cùng mình có mất đi đâu. Và một cái bài học thực tế nữa
Tức là đấy, khi đi ra thị trường thì gần như cái câu chuyện là bây giờ, khi hồi đấy tôi làm giám đốc dự án là làm chính về thị trường là các mảng này. Nhưng nói thực sự với anh em, khi mà đi làm việc với lại lãnh đạo cấp trường thì cái nói về cái chuyện là mua bán hay cái chuyện đầu tư ấy, ví dụ một năm gặp người ta thì chỉ nói một lần đấy là lần đầu tiên gặp đầu năm, và nói trong vòng khoảng 2-3 phút, còn lại bàn chuyện khác. Tôi đi rất nhiều tỉnh là gì, ngoài hiệu trưởng ra ấy, thì làm việc với rất nhiều các sở văn, lãnh đạo sở văn ngành và ủy ban. Thế thì ngồi với lại những cái đối tượng đấy, ta không thể nói câu chuyện là chúng tôi có cái mô hình nọ mô hình kia, mà lúc đấy nó nói về câu chuyện vĩ mô, nói về năng lực của Tân Phát, nói về những cái giá trị của Tân Phát mang lại cho khách hàng, mang lại cho xã hội. Thế thì đấy, ví dụ cái mảng gara hay mảng công nghiệp, mặc dù nó không trực tiếp tạo ra cái doanh số cho tôi ở thời điểm đó, nhưng tôi rất tự hào vì những cái mảng như Intech bây giờ làm việc với những nhà máy đây. Khi mà ngồi với lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, cả chủ tịch với bí thư, nếu như tôi không có những câu chuyện về công nghiệp, không có những cái câu chuyện về thương hiệu của Tân Phát là đứng đầu cái thị trường ô tô này, mà chỉ là thì mấy cái sản phẩm về dạy nghề, thì liệu tôi có ngồi được với lại những cái vị lãnh đạo có tầm cỡ đấy không? Nhưng đấy, khi nói đến là năng lực của Tân Phát ở công nghiệp như thế này, ở cái mảng dẫn dắt thị trường ô tô như thế kia, thì người ta rất trân trọng mình. Và đấy, câu chuyện ở đây là gì? Tức là đấy, mình phải biết tự hào về những cái người khác đã mang lại giá trị thương hiệu cho công ty, và đấy chính là cái niềm tự hào của mình để mình khoe với khách hàng, và cũng là cái công cụ để cho mình làm việc. Thế thì ấy, gắn vào cái công việc thực tế này, thì chứ lúc nãy tôi nói là đấy, nếu như anh em biết chia sẻ cho đồng nghiệp của mình mà thành công, thì nó sẽ là cộng hưởng để xây dựng cái thương hiệu của Tân Phát. Và khi Tân Phát đã định vị được thương hiệu trên thị trường rồi, thì lúc đấy những cái đối thủ mọi cái nó sẽ hạn chế đi, và cái thuận lợi của công việc của anh em chắc chắn sẽ tốt hơn. Đấy, thì tôi mong muốn là chia sẻ làm sâu sắc thêm cái ý về chia sẻ với lại giữa thành công giữa của đồng nghiệp, của bạn bè, của đối tác. Mình phải vui với những niềm vui đó. Thì tức là trước mắt, nếu như chúng ta cái tầm nhìn của chúng ta nó ngắn, thì chúng ta chưa thấy được cái giá trị của những cái thành công của bạn bè, của đối tác, những người thân của chúng ta, để nó có ý nghĩa cho chúng ta đâu. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn rộng hơn, thì chúng ta sẽ thấy đấy là những cái sức mạnh vô hình, và nó rất là thuận lợi để đối với những người nào có tâm, có tầm, có trí, để mà muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thì đấy là điều kiện rất quan trọng. Rồi, xin cảm ơn anh em. Qua cái chỗ mà vừa Việt vừa chia sẻ, thì lưu ý thêm cả nhà cái chỗ này nữa này. Khi mà chúng ta chia sẻ bài lên Facebook ấy, thực sự là khi các anh chị chia sẻ lên Facebook, nó không phải là gieo 1 gặt 200 nữa đâu cả nhà, mà cái nó đổ về cho chúng ta ấy, cái con số đấy nó phải nhân lên gấp nhiều lần nữa. Nên là khi mà ai đó muốn đăng cái gì lên Facebook ấy, tại vì cái này Hà được các thầy cô gọi là chỉ cho mình rất là kỹ. Bởi vì Facebook là nó toàn cầu, nên là cái năng lượng ở đó, chúng ta gieo cái năng lượng gì lên trên đấy thì nó nhanh lắm. Nó nhanh thực sự luôn. Nên chính vì thế là qua cái sự chia sẻ của Việt ấy, là bạn ấy chia sẻ cái bài mà đăng lên Facebook, thì Hà cũng lưu ý với cả nhà,
Nên là đối với Hà ấy, thì Facebook của Hà khi nào Hà thực sự cảm nhận rằng là mình rất là cái năng lượng của mình ấy, mình cảm nhận là nội tâm của mình nó phải vui, phải cảm thấy rất là thoải mái, hoặc mình phải trân trọng, rất là trân trọng biết ơn, thì khi đó mình mới đẩy bài lên Facebook. Còn nếu như không á, là mình gieo cái gì lên đấy thì cái quả nó đổ về cho chúng ta cứ nhân gấp nhiều lần hơn nữa. Nó không phải là cái công thức 200 nữa đâu. Nên là cả nhà sẽ thấy, giả sử như cái cách mà Việt đưa bài lên Facebook, về bản chất bạn ấy ra được những cái câu nói đấy á, là nội tâm của bạn ấy đã có một cái nguồn năng lượng rất là trân trọng biết ơn, thì bạn ấy ngộ ra cái đó, thì bạn ấy đưa lên mà người ta, mà các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta ấy, là cái từ trân trọng biết ơn là trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Nên là chúng ta ấy trân trọng cái gì thì chúng ta sẽ có cái đó. Còn chúng ta chưa có ấy là bởi vì chúng ta không có sự trân trọng nó. Nên ngay kể cả đối với tiền của chúng ta cũng thế thôi. Đối với tiền của chúng ta cũng thế thôi. Nên là khi mà thực sự là những người mà người ta có nhiều tiền ý, thì một phần là do người ta gieo, thứ hai nữa là để người ta giữ được cái đó ý, là người ta rất là trân trọng biết ơn cái đồng tiền đó thì nó mới ở lại. Chứ còn nếu không ý, nó sẽ chảy. Tại vì tiền là một dòng chảy chứ cũng không phải là đứng lại đâu. Thì đấy là lưu ý thêm mọi người về cái chia sẻ, cái chia sẻ đó. Và buổi hôm trước thì Hà cũng đã chia sẻ đến cả nhà cái 4 bước gieo hạt rồi đúng không ạ? Nên là chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta hãy thực hành 4 cái bước đó. Thực hành 4 cái bước đó. Cứ thực hành đi, chắc chắn là sẽ được. Chỉ có điều là mình, nhưng mà cái bước đầu tiên ý, là chúng ta cần phải rõ là chúng ta muốn cái gì. Cái này phải rõ nhá. Cái này phải thật là rõ. Chứ nếu nhiều khi mình cứ nói muốn là, ví dụ như là nói về tiền ấy, nói về tiền là kêu là muốn nhiều tiền, thế bao nhiêu là nhiều, kiểu như vậy. Hoặc là chúng ta muốn gì ở con cái chúng ta ấy, bây giờ cứ bảo muốn ngoan, muốn giỏi, thế nào là ngoan, thế nào là giỏi, cả nhà hình dung không? Đó, nên là chúng ta cần phải làm rõ cái đó ra, chứ mình không nói chung chung được. Tại vì khi mà mình đã đưa ra một cái câu lệnh chung chung ấy là não bộ nó bảo ồ thế à, thế là nó cũng làm theo thôi. Thế là thành ra cái quả mình gặp nó cũng cứ mơ hồ như vậy. Sau đó là mình hỏi là ồ tại sao vậy. Thì hôm nay ấy, chúng ta là Hà rất muốn làm rõ để cho mọi người nắm rõ được cái gọi là cái quy luật nhân quả nó vận hành trong cuộc sống của chúng ta như nào. Và còn lại là trong cái cuộc sống của mình ý, nó sẽ liên quan đến nội tâm này, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, đúng không ạ? Bốn cái này nó luôn luôn liên quan và thiết đến nhau nhá. Và ai trong chúng ta thì đều phải có bốn cái yếu tố đó, không rời khác đi được đâu. Tuy nhiên mình phải làm rõ từng cái đó chúng ta muốn gì, trong công việc mình thực sự muốn gì, trong tài chính mình thực sự muốn gì, trong hôn nhân chúng ta thực sự muốn gì. Bởi vì đặc biệt ví dụ như ai mà đã lập gia đình rồi là làm sao, muốn hôn nhân làm sao, muốn hôn nhân làm sao, à vậy hòa hợp là như thế nào thì hòa hợp. Và thực sự chia sẻ với cả nhà cái này này, Hà cũng mới nhận được cái này mà khi mà mình nghe xong mình cũng rất là ngỡ ngàng. Đấy là nó không có hôn nhân hạnh phúc. Thực sự là không có hôn nhân hạnh phúc, mà chỉ có hôn nhân hòa hợp thôi. Còn hạnh phúc là hạnh phúc tự thân. Khi mà bản thân chúng ta không có hạnh phúc của mình, tự bản thân mình không hạnh phúc ấy, thì cái người bạn đời của mình ấy, người ta có yêu thương, người ta có chiều chuộng, người ta có gọi là đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta vẫn không thấy hạnh phúc. Nên là hôn nhân ý, là chỉ có hôn nhân hòa hợp thôi, chứ không có hôn nhân hạnh phúc. Mà hạnh phúc là hạnh phúc tự thân. Cái người bạn đời là người ta chỉ cho chúng ta
thêm hạnh phúc mà thôi. Nên là mọi thứ trong cuộc sống, vì là chúng ta cứ chưa được vui là vì chúng ta không rõ cái gì cả. Ngay cả đến cái bản thân mình là như thế nào mình cũng còn nhiều lúc mình còn không rõ nữa, đúng không ạ? Và bây giờ cái khái niệm thế nào là bản thân hạnh phúc biết không? Không biết. Chỉ thấy ừ, người ta bảo là chúc nhau hạnh phúc thì tôi nói là chúc nhau hạnh phúc, đúng không ạ? Đến cái từ ừ, từ hạnh phúc, ai nói đến hạnh phúc thì ai cũng cũng mong muốn hướng đến. Như vậy hạnh phúc là gì? Thế nào là biểu hiện của sự hạnh phúc? Và khi đúng là khi mà Hà nhận được cái chỉ điểm đấy là không có hôn nhân hạnh phúc mà chỉ có hôn nhân hòa hợp thôi. Thực sự lúc đấy mình cũng rất là ngỡ ngàng với cái điều đó, nhưng mà ngỡ ra thì đúng thật. Cái đấy đúng. Cái đấy đúng, đúng quá đấy. Bởi vì tức là hạnh phúc phải do con người cảm nhận. Còn hôn nhân thì làm sao, hôn nhân thì nó là cái quan hệ thì làm sao mà nó cảm nhận được. Quan hệ không cảm nhận được ạ. Cái khi đó là người ta chỉ cảm nhận theo ý của họ thôi chị ạ. Tại vì nhá, trong hôn nhân ý thì nó có ba cái yếu tố đầu tiên rất quan trọng, đấy là tình yêu, tài chính và tình dục. Cả ba cái đấy mà không hòa hợp được ý thì thực sự là nó gọi là nhiều khi nó không có sự hòa hợp, mà chính bản thân mình nó lại không có sự hạnh phúc tự thân ấy. Thì sao ạ? À, cuộc sống gia đình nghĩa là nhìn thì có vẻ hình tướng là vui vẻ thôi, nhưng mà đôi khi trong nội tâm của họ vẫn có một chút gọi là không có thoải mái đâu. Cả nhà công nhận không? Ai có gia đình ở đây có công nhận điều đó không? Nên là anh nhớ này, đừng mong người khác mang hạnh phúc đến cho mình nếu như mình chưa có hạnh phúc. Thực ra ấy, cái thông tin của hạnh phúc ấy nó chỉ đơn giản như này thôi các anh chị, đấy là cái trạng thái hài lòng của nội tâm hết. Ví dụ như bây giờ ấy, có phải là các anh chị ăn một miếng ngon, một miếng gì đấy ngon, các anh chị thấy hài lòng nội tâm và các anh chị có cảm thấy hạnh phúc không? Đúng không? Nó không phải là một cái gì nó cao xa cả. Nhưng mà bởi vì nhiều khi trong cuộc sống của mình ý, mình cứ kiểu như cái gì nó cũng cứ chung. Hay là kể cả thành công trong công việc cũng thế, đúng không? Ai đi làm chẳng muốn mình thành công. Nhưng Hà hỏi các anh chị, tiêu chuẩn thành công của các anh chị là gì? Nhiều tiền à? Nhiều tiền đã chắc thành công chưa? Hả? Ồ. Chính vì như vậy, cái cuộc sống của chúng ta cứ loay hoay, xong rồi chúng ta gọi là khó chịu, không vui vẻ là bởi vì chúng ta nó cứ mơ hồ với những khái niệm trong cuộc sống như vậy. Mục tiêu không rõ, quả không rõ. Không rõ mong muốn. Tưởng là rõ nhưng mà cuối cùng không rõ. Thế thì ở đây này, à, chúng ta là Hà đang chia sẻ với cả nhà về gọi là quản trị nhân quả thế giới quan, đúng chưa ạ? Là cái buổi hôm trước và bây giờ này, Hà cũng rất muốn mọi người phải nắm rõ được cái nhân quả nó vận hành trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và cả nhà giúp Hà là hãy nhớ 5 cái bài học để mình hiểu được rằng là mọi thứ đến từ đâu. À, mọi thứ đến từ chính mình. Còn những cái người hoặc là những cái bối cảnh gì nó diễn ra xung quanh ý, là bởi vì những cái người đó người ta hỗ trợ để chúng ta nhận quả thôi. Bởi vì nếu như không có bối cảnh đó, không có con người đó thì sẽ để chúng ta phải nhận cái quả đó. Tại vì đã gặp quả là đúng thời điểm, không sai khác gì được cái gì đâu. Thế thì bây giờ ấy, làm sao để chúng ta quản trị cái nhân quả thế giới quan? Về tất cả những cái gì mà chúng ta quản trị thì đầu tiên nó đấy là quản trị về tâm thức. Cái tâm thức thì ở đây Hà chỉ nói về cái
thế giới quan thôi. Bởi vì đến bây giờ thì nó cũng chưa đầy đủ khái niệm để có thể chia sẻ trọn vẹn với các anh chị. Tuy nhiên là chuyển cho các anh chị về cái công thức. Đây là gọi là quản trị nhân quả thế giới này. Thì đầu tiên nó là tâm thức. Sau đó đến quản trị tư duy. Và cuối cùng là quản trị hành vi. Cái thế giới quan nó chính là những cái gì ở bên ngoài mình, đúng không ạ? Thì ở đây cái tâm thức ở đây quản trị tâm thức ở đây có nghĩa là chúng ta làm sao nó phải là đối với thế giới quan thôi nhá. Đó chính là chúng ta cần phải rõ hình, chúng ta cần phải làm sao cho chúng ta rõ hình. Ví dụ khi các anh chị xây nhà thì các anh chị làm nào, muốn xây nhà ấy thì bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ ý tưởng rồi lên thiết kế. Thì cái khâu mà chúng ta làm thiết kế đấy ấy, là gì ạ? Có phải là chúng ta làm rõ hình, đúng không? Khi đó ấy, có phải là thiết kế là nhà bao nhiêu tầng, nhà mỗi một tầng bao nhiêu phòng, mỗi một phòng ấy thì sắp xếp nội thất A, B, C, X, Y, Z ở đâu, đúng chưa? Và khi này nếu như mà về bản chất này, nhìn nghe chỗ này và chậm lại xem là chúng ta thường làm cái này như thế nào nhé. Thực ra ấy, sẽ có những người mà gọi là người ta đủ phước ấy, là cái hình này người ta tự sẽ thấy rất rõ, đúng chưa? Đúng không? Hoặc là ai mà người ta có phước về cái đấy là người ta có chuyên môn ấy, là người ta có thể tự thiết kế, nghĩa là tự làm rõ cái hình đó cho chính bản thân họ, đúng không? Nhưng nếu như mà mình gọi là nó gọi là chưa đủ phước để nó rõ cái hình ấy thì thường chúng ta làm gì? Chúng ta thuê các chuyên gia làm. Cả nhà hình dung ở chỗ này không? Có phải là chúng ta thuê các chuyên gia làm? Và thực ra nếu như anh chị nào mà xây được 10, 15 cái nhà thì đến ngày cái nhà thứ 15 chắc mình tự thiết kế rồi, đúng không? Hoặc là đến nhà thứ 10 hoặc nhà thứ 15 mà mình đã tự thiết kế được rồi. Cái thứ hai thì chưa chắc. Cái thứ hai nếu như mà ai mà làm được cái thứ hai như thế thì ngon quá. Cái ý tưởng thì có, những cái rõ hình ý thì chưa chắc. Nhớ này, có phải là bây giờ hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đang là như vậy, đúng không ạ? Khi đây là thế giới quan nhé, là khi mà chúng ta muốn làm cái nhà này, hoặc là mua xe này, hoặc là đại loại là tất cả những cái gì mà mình nó gọi là phục vụ trong đời sống của chúng ta ấy, thì có phải là đầu tiên là chúng ta, mà điển hình là ví dụ đây là Hà lấy cái nhà để cho mọi người dễ hình dung, thì có phải là nhà thì đầu tiên là chúng ta làm rõ hình bằng cái cách là chúng ta thiết kế nhà, là khi mà mình không biết thì mình nhờ chuyên gia, đúng không ạ? Và người ta sẽ hỗ trợ cho mình là đây ý tưởng tôi muốn làm cái nhà này như thế này, hoặc là ví dụ như cái hội trường ở đây muốn là cái loa nó phải để ở đây này, cái đèn nó phải để ở kia này,
rồi là bộ này bộ kia đặt ở chỗ này thế này, thì dần dần nó bắt đầu mới rõ hình ra, đúng không ạ? Sau khi rõ hình ý thì bắt đầu là mình mới tư duy xem cái cách làm như thế nào, đúng không? Thì Hà thấy hình như là đối với trong cái ví dụ như trong trong thiết kế nhà ấy, là ở đây nó gọi là thiết kế sơ bộ này, sau nó có một cái bản gọi là thiết kế kỹ thuật này, ở chi tiết để đến khi mà mình làm là mình sẽ làm theo cái đó, đúng không? Thực ra thì Hà cũng không rõ cái đấy lắm, nhưng mà hình như nó là như vậy. Thì nó ra cái bản thiết kế chi tiết ấy, nó có phải là cái cách mà chúng ta tư duy ra cách làm không? Phải không ạ? Thì sau đó nó mới dẫn đến cái là thực sự cái hành vi mà mình thực hiện cái điều đó nó như thế nào. Tiếp đó là nó là quản trị thế giới quan, là nó có ba cái bước như thế này. Cả nhà nắm nắm chỗ này chưa? Thì hình dung đi chưa? Thì giống như trong kinh doanh ấy, về bản chất là các anh chị làm nó phải rõ cái hình này ra, là nhà, là góc nào, nách nào, như thế nào. Sau đó nhiều khi từ cái này ý, nó ra thực tế nhiều lúc nó có nó đã chuẩn chưa? Nhiều khi nhất là cái chỗ này nó đã ra hình này, sau mình đi tư duy cách nào nó lại quay trở lại cái chỉnh lại cái này, đúng không ạ? Xong sau đó là có khi mà bắt đầu thực hiện ấy, thì nếu như mà mình thấy hình như nó không hợp lý lắm, nó lại quay trở lại chỉnh lại cái này. Nhưng mà nếu thực sự cái này các anh chị đã làm rất là chi tiết, rõ ràng, cụ thể, nó gọi là nó không còn một cái gì để mà gọi là lờ mờ nữa ấy, thì sao ạ? À, nó sẽ ra ngay hiện thực luôn. Thế nên là sẽ có những cái anh chị là đôi khi chúng ta chưa cần đến cái chỗ này đâu, mà chỉ cần rõ cái này thôi là nó ra hiện thực. Có phải là có những anh chị là muốn có nhà không? Xong rồi tự nhiên ý, à, rất rõ hình trong đầu mình là cái nhà đấy của mình nó như thế nào rồi nhá. Xong rồi sau đó có khi đang đi đường tự nhiên thấy có cái nhà nào đó người ta treo cái biển bán nhà ấy, thế là dừng lại nhìn thấy, ô, hình như cái nhà này là nhà của mình đúng sao ấy, thế là mua cho mình được, có không? Thế nên là ở đây cái quản trị thế giới quan này này, cái quan trọng nhất là các anh chị cần phải rõ hình, rõ hình, cứ rõ hình là có quả, cứ rõ hình là có quả. Còn khi mà bởi vì là chúng ta còn phải tư duy, còn phải cái này này, là bởi vì về bản chất chúng ta đã rõ hình chưa? Chưa rõ, gọi là hình như nó thế thôi. Cả nhà nắm đến đây ạ. Nhưng mà nếu như một khi các anh chị đã rõ hình ý, thì chắc chắn rõ hình là nó sẽ có hiện thực. Nhưng mà bởi vì mình vẫn còn phải tư duy, mình vẫn còn phải gọi là triển khai điều chỉnh này này, là về bản chất là chúng ta thực sự chưa rõ cái hình nó là cái gì. Nhưng mà ở đây Hà muốn nói ở đây với các anh chị này, cái gì mà mình chưa rõ thì mình có thể nhờ người hỗ trợ, chứ đừng có tự loay hoay một mình. Hình dung không ạ? Giống như y như chúng ta thiết kế cái nhà ấy, bây giờ mình muốn thì mình phải nói ra, thì khi đó ấy, có phải là khi mình nói ra ấy, thì người nọ người kia người ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm rõ cái hình đó không ạ? Đúng không? Sau đó là khi là rõ hình rồi thì thực sự nó chưa có ra ngoài thực tế đâu, thì khi đó là mình lại bắt đầu tư duy làm nào để cho nó ra, nó bắt đầu triển khai như thế nào, triển khai như thế nào thì xong bắt đầu hành động cụ thể ra làm sao, đúng không? Nhưng mà nếu như mà nó ra được kết quả thực sự trong cuộc sống này rồi thì có nghĩa là các anh chị hiểu rằng nó đã rõ hình. Còn nó chưa ra được thực tế là vì hình nó chưa có rõ đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể tham vọng ở cái mức độ là cái gì chúng ta cũng rõ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ một điều rằng khi mà chúng ta chưa rõ ấy, thì chúng ta có thể nhờ trợ giúp. Kể cả về trong cái tư duy hành động này cũng thế thôi.
có phải cái gì mình cũng biết hết đâu, đúng không ạ? Thực sự ấy là con người ta có đầy đủ hết, chỉ có điều ấy là do mình chưa gọi là gọi được cái đó lên ở trong mình, thì bây giờ mình nhờ người khác. Nên là chính vì thế các anh chị đã rõ được cái chỗ mà quản trị thế giới quan của chúng ta như nào chưa? Nên ví dụ như hay là kể cả các anh chị muốn mua xe máy chẳng hạn, hoặc ô tô chẳng hạn, thì đầu tiên các anh chị cũng phải biết là mình muốn cái gì chứ, đúng không? Sau bắt đầu mới sau đó là thực ra ô tô thì nó dễ hơn là bởi vì cái hình nó nguyên si đấy rồi, chức năng của nó ABC XYZ như thế nó rõ rồi. Còn chọn cái gì thì cuối cùng các anh chị chỉ làm rõ cái mong muốn của các anh chị về cái phương tiện đấy mình muốn nó có những cái gì thôi, đúng không ạ? Thì cuối cùng ấy mình vẫn phải nhờ những cái người người ta tư vấn ra là à cái xe này nó có chức năng gì, nó có ưu điểm gì, hoặc là nó có cái gì đấy. À thì khi đấy nó khớp với cái hình của chúng ta thì chúng ta sở hữu nó, đơn giản thôi. Đây là cái quản trị thế giới quan ấy. Nên là ngay kể cả trong công việc của các anh chị cũng thế, nếu mà về bản chất các anh chị chưa hoàn thành được công việc của mình ấy là bởi vì sao? Các lãnh đạo trả lời cười. Về bản chất khi chúng ta chưa hoàn thành được công việc của mình ý, là chúng ta về bản chất chúng ta chưa rõ cái hình, chưa rõ cách làm, chưa rõ được cái hình là cái công việc mình hoàn thành là cái gì. Ừ, nghe thì nó có vẻ vui vui như vậy đó. Thực ra ví dụ như kinh doanh thì các bạn sẽ luôn luôn có một cái nó gọi là gánh nặng doanh số. Nhiều khi sếp giao cho nhưng mà hình như trong đầu mình nó chả có cái ý tưởng gì cả. Hoặc là tự nhiên mình cứ ngáng rằng là hình như mình chỉ có thể làm bằng này. Vô tình như vậy là sao ạ? Mình tạo cho mình một cái rào cản ở trong nội tâm. Nên và khi này về bản chất nghe con số đấy nhưng mà hình như nó không phải con số của mình, đúng không? Chứ còn là nếu như mà ai mà nghe một cái ôi trời ơi hào hứng xong rồi đấy, thế thì là chắc chắn cái người đó có thể đạt hoặc vượt hơn cái con số đấy không? Chứ còn là sếp vừa mới nói là giao chỉ tiêu cho mình là bằng này và thôi chết rồi, năm nay làm nào ra được cái này, thế là thôi xong rồi đấy. Thì có mà loay hoay, có mà gọi là huy động mọi sự trợ giúp nó cũng không ra được, là không ra được. Cả nhà nóng nóng đến đây chưa? Nên là nhớ này, cái gì đến với chúng ta ấy nó đều là đúng thời điểm. Nên là ngay kể cả mà sếp giao danh số ấy, thì ok, nhận luôn, vui vẻ mà nhận. Thì khi đó thực sự nguồn lực hỗ trợ các anh chị đơn giản để đạt được cái điều đấy. Nhưng mà nếu như chỉ cần sếp nói là giao cho một cái thì ôi dồi ôi, bây giờ em làm cái gì? Thị trường bây giờ nó rất là khó khăn, em lấy đâu ra khách để mà ra được cái con số đấy, đúng không? À thì những cái người mà có cái tâm lý đấy thì mãi mãi làm sao ạ? Trời ơi, có mà lăn lộn đi hết nơi này đến nơi kia, nó không ra được số là không ra được. Nhưng mà sẽ có những người như này này, ok, anh ra cho em nghĩa là người ta có một cái tâm trạng rất là vui, có khi người ta chẳng chạy đi đâu, số nó có về không? Có không? Thực ra ấy, à, cả nhà sẽ quan sát này, ví dụ như bạn Việt, bình thường như các bạn có, ngay kể cả bạn ấy còn không tính ra là cái con người ấy người ta mở trung tâm để liên hệ với bạn ấy mà, đúng không? Thực ra khi mà chúng ta vui với cái con số mà mình nhận ấy thì đôi khi toàn những cái thứ đối cảnh nó lãng xẹt nó đưa đến cho mình mà mình cũng chẳng thể hình dung ra được tại sao mà mình lại có những cái thứ đấy. Thực ra bây giờ mọi người cứ hỏi Việt xem, đến bây giờ có khi Việt cũng còn chưa tin tại sao mình lại nhận được cái thứ này.
mà trong khi đó những cái mà bạn ấy càng tính toán kỹ bạn ấy lại càng chả bao giờ thấy được, đúng không Việt? Cái tâm lý nó là như vậy. Nhưng khi mà về bản chất này này, chúng ta cứ rõ hình và chúng ta vui lên cái hình đấy, thì đôi khi nó có những cái bối cảnh nó rất là buồn cười, nó đưa đến cho chúng ta cái đó. Mà cái gì hôm trước đã chia sẻ với lớp này về cái tiền tiền chưa nhỉ? Chưa đúng không? Chưa, hồi chưa hả? Đấy, tôi hỏi cái ý nghĩa mà rất rất ok rồi. Nó mong muốn là gì đó? Để rõ hình, nhưng mà làm rõ cái phần khá là rõ. Cho anh em đi em bảo để nghe. Có cách nào để rõ được cái hình này? Để rõ cái hình mà mong muốn không? Buổi sau sẽ chia sẻ cái này. Còn đương nhiên là... còn bây giờ tạm thời mọi người cứ ghi nhận cái công thức này đã. Còn cái rõ hình, làm cách nào để rõ hình thì giống như là thiết kế đó. Tuy nhiên là thiết kế nó là do cái gì thì cái đấy buổi sau Hà sẽ chia sẻ cái chủ đề, nó là cái công thức của cuộc sống gì không. Nhưng mà mọi người hiểu được cái công thức của cuộc sống ấy để biết là cái hình ảnh trong tâm trí nó hình thành từ đâu, hiểu được cái công thức đấy. Còn đây là cái công thức để quản trị nhân quả của thế giới quan cả nhà nhá. Thì nếu như mà khi thực sự chúng ta chưa thể rõ được hình thì buộc chúng ta phải nhờ các chuyên gia hỗ trợ, hoặc là nhờ ai đó hỗ trợ để làm mình rõ hình. Bao giờ thực sự các anh chị thấy này, mình có hiện thực là khi đó mình đã rõ hình. Còn mình chưa rõ hình ý, thì đơn giản là các anh chị cứ loay hoay thoải mái, không ra được kết quả là không ra được kết quả. Đúng rồi. Ừ, cái này nó là quy luật rồi. Nó là quy luật rồi nên là nó sẽ luôn đúng. Nên là kể cả trong kinh doanh của các anh chị cũng thế, hoặc là trong đặc biệt là có thể nói về gọi là hôn nhân ấy, thì về bản chất nếu chúng ta không rõ hình hôn nhân đi đến đâu, có phải là xây nhà thì thiết kế trước, nhưng mà bước vào hôn nhân ấy là không có cái hình gì cả, đúng không? Có thể là đầu tiên ý, hai vợ chồng hòa hợp là như thế này vì một mục tiêu chung, giả sử như là phấn đấu phải có kinh tế hay là phấn đấu có cái nhà. À, khi mà bắt đầu cùng nhau phấn đấu về cùng mục tiêu đấy thì nó hòa hợp. Nhưng khi đạt được mục tiêu rồi nó không còn mục tiêu tiếp theo ấy là sao? À, tự nhiên lại ông đi một đằng bà đi một nẻo anh, nó thế mà. Nhưng mà nếu như mà mình rõ được cái hình này, hôn nhân mục tiêu của cuối cùng là chúng ta đi đến đâu, như thế nào ấy, thì làm sao ạ? À, nó sẽ luôn luôn có gọi là nó có được cái mục tiêu chung để chúng ta hướng đến, nhưng mà nó phải dài ra một tí. Tại vì nhiều khi là đối với gia đình ý, thì nếu như mà mình không đưa ngay được cái hình ban đầu là lập gia đình để làm gì và mục tiêu của gia đình là hướng đến đâu, thì đôi khi nó cứ giai đoạn, nó sẽ có những giai đoạn là cái giai đoạn là ví dụ chưa có tiền thì cùng nhau kiếm tiền, chưa có nhà thì cùng nhau làm nhà, chưa có con thì cùng nhau đẻ con, nhưng mà đẻ con ra để làm gì, không làm rõ ra thì bắt đầu quay ra tại sao em thế này anh thế nọ, đúng không ạ? Nó hết mục tiêu chung một cái là cứ mỗi người một nẻo, chả ai liên quan gì đến ai nữa cả. Nên là trong gia đình để có cái hòa hợp, cái mấu chốt cuối cùng là chúng ta cần phải có gọi là một cái mục tiêu chung, thì khi đó nó mới bền lâu được. Còn về cái tiền á, thì mọi người như này này, nhắc đến tiền thì sao? Nhắc đến tiền, tôi được quay cái này lại đấy. Sáng cờ mới. Hôm trước hình như chưa chia sẻ với mọi người cái tiền. Tại vì như thế này này, có thể là về... Hà chia sẻ với cả nhà là sẽ tùy từng bối cảnh của lớp mà mọi người Hà sẽ chia sẻ mở rộng ra, chứ còn cái cốt lõi của nó chỉ có những cái nội dung như thế này thôi. Nên là gần như mỗi một lớp nó sẽ không giống nhau đâu. Thì cái khóa trước ấy,
hình như cái của cái đội nào một hai lớp trước gì đấy là nói mọi người có nhau nói đến tiền thì Hà có chia sẻ như này này. Bây giờ mọi người thử ngẫm xem nhá. Tiền, ok là tiền. Thực sự này, cả nhà xem là chúng ta thực sự là chúng ta muốn có tiền hay là chúng ta muốn cái gì sau cái đồng tiền này? Thế nên, thực sự là chúng ta muốn có tiền hay là chúng ta muốn cái gọi là nâng cao chất lượng cuộc sống này. Về bản chất ý, khi mà chúng ta muốn có tiền là chúng ta để nâng cao chất lượng cuộc sống. Cái tử lượng mà nó đi viết xuống dưới nó lửng lơ quá ta. Đúng không? Chứ có về bản chất là cả nhà mình đâu có phải là muốn cầm nhiều tiền đâu. Khi mà chúng ta muốn có nhiều tiền là bởi vì về bản chất thực sự cái mong muốn của mình là để có chất lượng cuộc sống hơn nữa. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đúng không nào? Cả nhà đồng thuận chỗ này không ạ? Tiếp. Nhưng mà cho Hà hỏi cả nhà cái này. Khi mà cái chất lượng cuộc sống này là mình có sức khỏe tốt. Chuẩn rồi đấy. Sức khỏe tốt, chúng ta có nội tâm an vui bao dung và có sự trân trọng biết ơn. Trân trọng như là viết tắt nhé. Và chúng ta có mối quan hệ chất lượng. Mối quan hệ chất lượng. Thì khi chúng ta có những cái yếu tố này này thì theo các anh chị, cái chất lượng cuộc sống của các anh chị sao? Khi chúng ta có sức khỏe tốt, cái nội tâm của chúng ta luôn luôn có cái sự an vui, có sự trân trọng biết ơn. Chúng ta có mối quan hệ chất lượng. Cái mối quan hệ này ở đây có nghĩa là quan hệ giữa người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, rất tật những cái mối quan hệ giữa con người với con người. Thì khi các anh chị có những cái này này thì chất lượng cuộc sống của các anh chị sao? Chất lượng cuộc sống của các anh chị làm sao? Ngon không? Quá ngon. Vậy thì khi đó tiền vào đâu? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ ấy, về bản chất này, thực sự là các anh chị muốn tiền hay là muốn chất lượng cuộc sống tốt? Tự mình hỏi đi. Về bản chất ý, nói là tiền, nhưng mà không phải là chúng ta mong muốn tiền đâu, mà bản chất là chúng ta mong muốn có được cái chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt. Đúng không ạ? Mà ở đây khi mà có phải là khi chúng ta có sức khỏe tốt, nội tâm của chúng ta luôn luôn có sự an vui, đối với con người thì bao dung, mọi thứ chúng ta đang có là chúng ta trân trọng biết ơn, và có những cái mối quan hệ chất lượng, thì khi đó là
cái chất lượng cuộc sống của chúng ta đã được nâng lên rồi. Và như thế này thì có phải là tự lúc này nó sẽ có tiền? Thế còn nếu như mà khi tiếp tục cái dòng tiền thứ tiếp theo của cái tiền này, khi mà các anh chị có nhiều tiền ý, những cái người mà người ta nhiều tiền ý thì sao ạ? Ngoài cái việc người ta nâng cao chất lượng cuộc sống, người ta còn đi làm gì? À, người ta còn tạo lập giá trị. Vậy thì nhìn vào đây các anh chị sẽ thấy này, có phải khi các anh chị tập trung vào đây thì có phải tự gì? Tiền nó sẽ tụ về, đúng không nào? Còn kể cả tạo lập giá trị này cũng vậy. Cái từ chia sẻ đó, nó là một cách. Đâu có phải là tạo lập giá trị bằng cái cách là chúng ta phải cho đi tiền, đúng không nào? Và khi các anh chị nhìn vào đây này, các anh chị sẽ thấy này, nếu như chúng ta càng tập trung vào đây thì làm sao? Tiền nó sẽ tan đi đấy. Hình hình dung không? Nhìn nhìn cái cấu hình này có ra không? Nghĩa là bây giờ bịt lại hai cái này đi đã nhá. Có phải khi chúng ta càng loay hoay chúng ta kiếm cái bạn này này thì sao ạ? Càng không có tiền. Nhưng khi các anh chị tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc là chúng ta tạo lập giá trị thì khi này làm sao ạ? Bạn này bạn ấy sẽ tự tụ về. Nên khi chúng ta càng tập trung kiếm cái này này, đã bao giờ anh chị trải qua cái đó chưa? Hả? Đã bao giờ trải qua, có thấy cái đấy không? Khi mà cứ càng loay hoay đi kiếm bạn ấy thì bạn bảo không, không chơi với bạn đâu, tôi chơi trốn tìm. Nhưng khi bắt đầu chúng ta tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc là chúng ta tạo lập giá trị này thì khi này bạn ấy tự về. Và cái này nó sẽ biểu hiện rất rõ ở cái việc như này các anh chị. Có phải là ai mà đã lập gia đình ấy, khi mà các anh chị sinh con ra là có phải thu nhập của các anh chị hình dung chưa? Nuôi một đứa con là gì? Hả? Nuôi một đứa con là gì? Ngẫm ra chỗ này không ạ? Cả nhà hình dung ra chỗ này chưa? Nên là cái việc ý, thứ nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, và cái việc tạo lập giá trị thì tự cái bạn này bạn ấy sẽ về. Và cái điển hình nhất để các anh chị dễ quan sát đấy là khi chúng ta sinh con ra, ai đó lập gia đình, còn ai chưa lập gia đình thì cứ nghe nhé. Nghe để những cái người lập gia đình rồi họ chia sẻ. Đó là khi chúng ta lập gia đình rồi, mà đặc biệt cái thời điểm chúng ta sinh con chúng ta ra ấy, thì các anh chị thử ngẫm xem, đa phần chúng ta sẽ là bạn này bạn ấy sẽ gọi là lúc đấy mọi cái cách để bạn ấy hỗ trợ cho chúng ta nuôi con của bạn. Đúng chưa? Có nhìn thấy không? Ai ai chia sẻ chỗ này không? Thấy gật gù lắm mà bây giờ phải nói được chứ. Tiền này thì chia sẻ anh. Tiền là, đối với Chi là gọi là nó có một cái câu này, mà thực sự là nó có một cái câu nhất, tiền là vật chất thì tiền ít, tiền là năng lượng thì tiền nhiều, nhưng mà tiền là thông tin thì tiền mênh mông. Tiền là vật chất thì tiền ít nhé, cả nhà nhớ này, tiền là vật chất thì tiền ít, tiền là thông tin thì tiền nhiều, à tiền là năng lượng thì tiền nhiều, nhưng mà tiền là thông tin thì tiền mênh mông. Mà khi Hà được gọi là cao nhân chỉ điểm cho cái đấy, cái chữ gọi là tiền là thông tin, Hà phải nghi vấn mất 6 tháng. Hà không hiểu là tiền là thông tin, tiền mênh mông ra nhà. Nghe cái tiền mênh mông là mình đã thấy thích lắm rồi, nhưng mình không hiểu là tiền mênh mông là tiền như thế nào.
mà đến mãi phải 6 tháng sau, thực ra nó mới ngộ gần đây thôi cả nhà. Thì khi mà các anh chị mà ngộ được gọi là tiền là thông tin thì tiền mênh mông, thì các anh chị thấy các anh chị giàu không thể hình dung, mà đặc biệt là kế toán. Trời ơi, bởi vì nó là như thế này này, về bản chất ý, các anh chị thử nghĩ, thử ngẫm ra nhé, là khi mà chúng ta gọi là khi mà chúng ta chết đi, chúng ta mang được cái gì đi? Thời gian đấy mình sử dụng ấy, đúng không? Các anh chị đến đấy là các anh chị được sử dụng. Nhưng khi các anh chị không sử dụng nữa thì để cho người khác sử dụng. Khi mà các anh chị coi được tất cả những cái thứ đấy nó là của mình. Tiền nó là thông tin đấy. Nằm nằm ngay đây chưa? Không nhất thiết là mình phải trực tiếp làm cái đó. Nhưng mà có phải các anh chị sẽ thấy này, có phải thế giới bên trong nó sẽ thể hiện ra thế giới bên ngoài không? Đúng không? Mình bên trong mình nó phải có cái đó thì mình mới thấy ở bên ngoài. Thực ra về cái gọi là tiền là thông tin, tiền là mênh mông này, thì bởi vì Hà 6 tháng Hà mới ngộ ra. Nhưng mà đây Hà chỉ giới thiệu thông tin cho mọi người. Ai thuận duyên mà nhận được thì các anh chị sẽ cảm nhận là mình rất giàu. Nhưng mà còn nếu mà chưa thuận duyên để nhận được thì nghe thế á, để cho mình có cái nhân đấy á. Còn tiền về năng lượng ấy, thì bởi vì trước khi biết đến cái tri thức của Wick này, thì Hà cũng đã cảm nhận được tiền và năng lượng là như thế nào rồi. Mình chỉ cần gọi là nâng cái năng lượng của mình ra tương đồng với bạn ý. Tại vì mỗi một số tiền nó sẽ có cái tần số rung động năng lượng riêng của nó. Mình chỉ cần nâng cái tần số rung động năng lượng tương đồng với bạn ý, thì tự bạn ấy sẽ về. Nó đơn giản vậy thôi đấy. Thế thì là cái còn tiền về vật chất thì chúng ta biết rồi, đúng không? Vật chất thì bây giờ là chúng ta cầm như thế nào. Nhưng mà nó có một cái lưu ý là như thế này này. Khi mà nó có gọi là cái trân trọng thì sở hữu ý, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Tại vì trước đây ý, là về bản chất Hà có những cái quan niệm về tiền nó không có chuẩn. Nên là nó đã có những cái thời điểm ý, là mình không có tiền. Hoặc là mình có tiền ý, thì nó sẽ bằng cái cách nào đó nó sẽ đi. Nó sẽ đi một cách rất là gọi là duyên dáng luôn ý. Mà mình cũng không thể ngờ được nó đi theo cái kiểu như vậy. Thế thì sau đó ấy, Hà mới được học thì Hà mới hiểu rằng là mình mới ngộ ra một điều rằng mình chưa trân trọng bạn. Bây giờ ấy, các bạn sẽ biết được mình có trân trọng hay không thì khi nhắc đến tiền, trong nội tâm mình cảm nhận như thế nào. Và khi mà Hà học thực sự là Hà được hai vị thầy chỉ cho Hà cái cách nâng niu đồng tiền của mình như thế nào. Nên là như các bạn ở phòng kế toán thì sẽ hiểu là cái tiền của Hà bây giờ ấy, dù là 1.000 hay 2.000 khi cầm lên ấy, nó cũng giống như là nó vừa mới được in ra từ nhà máy ấy. Khi mà đầu tiên Hà được dạy cái cách để trân trọng đồng tiền, đấy là bây giờ cái ví của mình đựng ấy, là mình phải dẹp hết những cái thứ linh tinh nhỉ. Tại vì chúng ta hay có một cái quan niệm là cứ đi chùa ấy, xong bắt đầu là cầm cái nọ cầm cái kia dí vào trong ví. Xong rồi là có những ai nói cái gì mà để chiêu tiền, chiêu bạc gì đấy là bắt đầu cứ nhét hết vào cái ví đấy. Trời ơi, nó lộn xộn ở trong cái ví đấy ra. Bây giờ dẹp hết những cái thứ đấy đi. Kiếm một cái ví nó giống như là bây giờ mình mong muốn như thế nào thì mình sẽ, nghĩa là mình mong muốn nó sạch sẽ như thế nào thì cái bạn tiền bạn ấy cũng sẽ mong muốn như vậy. Và đặc biệt ý là cái bây giờ ấy, mọi người thử xem là mình đã thực sự trân trọng đồng tiền chưa, là bây giờ cái đồng tiền của mình ý là mình đang để bạn ấy là phẳng hay là gấp hay là vo viên, đút chỗ này một tí, đút chỗ kia một tí, có không? Ngày xưa là cũng thế mà. À, dùng tiền số thì nhìn cái số tiền nó phải vui. Chứ còn chỉ nhìn thấy hình như đây nó chỉ là con số thôi thì. Còn đối với tiền giấy là lúc nào chúng ta cũng phải gọi là nâng niu vậy, nó là một cái gì đấy. Chúng ta không phân biệt là một đồng, là tiền nhỏ hay tiền to, cứ là tiền.
thì chúng ta rất cần phải trân trọng bạn ấy. Thì bởi vì chúng ta trân trọng thì chúng ta mới sở hữu. Là từ khi mà Hà biết được về cái quan niệm đó ấy, thì đối với Hà ấy, tất cả những cái đồng tiền là không bao giờ Hà gặp cả. Chỉ trừ cái trường hợp mà không còn một cái chỗ nào để chúng ta đưa vào, có nghĩa là mình không cầm túi đi hoặc là không cầm ví đi, thì lúc đấy mình mới tạm gấp vào thôi. Chứ còn tiền lúc nào Hà cũng để rất là phẳng. Nghĩa là khi mà bạn đã đến với mình ý, là mình sẽ rất là tôn trọng bạn ý, là mình làm cho cái tiền rất là phẳng và kiếm một cái ví là cái ví dài. Nên là các anh chị sẽ thấy này, những cái người mà người đại gia ấy, có bao giờ người ta rút tiền vào đây không? Hả? Hiểu chưa? Biết là người ta trân trọng cái đồng tiền của họ như nào chưa? Nhiều người sẽ có lý do là ủa rồi cầm cái đấy nhỡ nó mất. Thực ra chúng ta mà đã trân trọng thì không bao giờ để mất. Còn chúng ta đương nhiên là cứ đút vào đây nghĩ rằng là nó rất bình thường. Đúng không? Đúng không? À, nghĩ là tất cả mọi người làm như vậy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đã để vào đây rồi thì theo mọi người chúng ta đã có trân trọng bạn hay không? Trời ơi, đúng không ạ? Nên là những cái người mà người ta đại gia ấy hay là gì đấy, và nó có một lưu ý để cho tâm thức của chúng ta luôn thịnh vượng với tiền đấy các anh chị. Đấy là nếu như dùng ví, tuyệt nhiên không bao giờ được để ví hết tiền. Không cần biết là thiếu thốn như nào, nhưng mà luôn luôn để trong ví cái đồng tiền to nhất có thể tất tần tật mất. Không còn một đồng nào, nhưng cái đồng to nhất là luôn luôn phải hiện diện ở đấy. Nếu như mà chẳng may nó tí quá ấy, thì tiêu nhưng mà phải bù lại ngay. Để ý là làm sao? À, lúc nào mình cũng có tiền. Phải thế chứ. Hiểu không? Không, nhưng mà tí quá thì tiêu, nhưng mà tiêu là phải bù lại. Chứ không là nó lại làm cho cái nội tâm mình nó bị thiếu hụt mất. Cả nhà cảm nhận được không ạ? Cảm nhận được không? Nên là từ khi mà Hà nhận được những cái quan điểm đó mà thực hành thôi, thì về bản chất là bảo là rất nhiều tiền là mình không có, nhưng mà nó cái trạng thái đủ đầy là mình có. Trạng thái đủ đầy là mình có, là khi đó thì bây giờ mình khi nào mà mình muốn thì nó sẽ có thôi, chứ không cần dư. Chưa cần dư nghĩa là tâm thức của mình ấy là mình chưa có dư. Còn nếu như mà nó trong cái 8 quan niệm về tiền mà treo ở phòng kế toán ấy, nó có cái câu đấy, là nó có một cái quan niệm đấy là tiền tụ về những người xài tiền có ý nghĩa. Đôi khi các anh chị chỉ ngồi vẽ ra thôi. Bây giờ tôi muốn có bằng này tiền để làm gì? Bắt đầu các anh chị là chi cho con làm cái này, làm cái nọ, làm cái chai, làm cái này, làm. Các anh chị cứ thử làm đi. Sau một hồi tiền nó sẽ về đáp ứng cho các anh chị. Thật ra nên là những cái người mà người ta nhiều tiền ấy, các anh chị thử hỏi xem về bản chất là ở trong này này, kế hoạch xài tiền của họ có đầy đủ hết. Chẳng qua là đôi khi mình là mình, nghĩa là đối với kể cả các anh chị ấy, nguồn lực tiền nó luôn sẵn ở đấy, chẳng qua là các anh chị chưa muốn tiêu tiền thôi. Thật mà khi mà các anh chị có phải là bây giờ ví dụ nhá, Hà nói vừa với lấy ví dụ là các anh chị sinh con ra, có phải tự tiền nó sẽ bằng cách nào đó nó về với các anh chị để hỗ trợ cho các anh chị nuôi con không? Đúng không? Đúng chưa? Chưa phân biệt là bằng cách nào nhá. Chưa phân biệt là bằng cách nào. Nhưng mà là bạn ấy sẽ về để hỗ trợ cho chúng ta nuôi con của chúng ta. Không có nhiều khoản đâu, không cần phải nhân dịp đấy, tự nhiên từ trên trời rơi xuống à? Có người ta thích người ta cho thôi, đúng không? Trời ơi, có phải là ví dụ như tự nhiên một hôm nào đấy cho con đi chơi họ hàng, nhìn thấy con mình thích quá, thế là người ta dí cho tiền, đúng không? Đúng không? Thì về bản chất ý, là khi mà chúng ta tập trung này, cái này nó là cái cách này mọi người để ý này, chúng ta càng loay hoay vào cái này thì tiền nó lại càng tan ra. Nhưng khi chúng ta tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống và hoặc là tạo được giá trị cuộc sống ấy, thì khi này là bạn ấy
tự tụ về. Nhưng mà ở đây nó có một cái này các anh chị phải lưu ý này, cho và nhận nó phải cân bằng. Nhớ nhé, cái gì cũng thế, cho và nhận nó phải cân bằng. Đôi khi có những người là chỉ thích cho đi thôi, khi nhận lại thì nội tâm lại lâm tâm. Ngày xưa Hà không có biết cái này đâu, Hà cũng bị mắc cái lỗi đó mà. Nhưng mà được chỉ thì khi đó mình mới hiểu rằng là mình, nghĩa là về bản chất cái nội tâm của chúng ta nó rất là vi tế. Sẽ có những người ấy, là người ta chỉ thích đi hỗ trợ người khác thôi, nhưng khi người khác quay lại hỗ trợ mình một cái là bắt đầu tự nhiên mình không đón nhận nó luôn, không tạo cơ hội cho người khác, mình không tích phước. Không phải là không tạo cơ hội, nhưng mà nội tâm ấy, nhưng mà ấy, vô hình như vậy ấy, là nó có một cái chút nó hơi ngạo mạn ở trong nội tâm các anh chị, tổn phước là mình như vậy đó. Nên khi mình hiểu được cái đó rồi ấy, thì mình cân bằng giữa cho và nhận. Cái này nó phải cân bằng nhá. Thì nó giống như là một cái dòng chảy. Khi mà các anh chị cho nhận cân bằng thì cái dòng chảy đấy nó sẽ chảy rất là thuận lợi. Nó giống như là thuận dòng vậy. Nhưng mà nếu như mà các anh chị cho nhận mà không cân bằng thì vô tình nó giống như là các anh chị chặn cái tảng đá đấy lại. Chặn cái tảng đá lại cái dòng chảy đấy, thì lúc này nhiều khi nó cứ chảy lách rách thì nó không thuận được đâu, mà có khi nó ứ ra một đống. Xong rồi sau đó là đến khi mà cái tảng đá đấy nó mà văng ra thì sao ạ? Cả nhà hình dung không? Nên là cái việc ấy, từ khi bắt đầu Hà hiểu, Hà nhận được cái quan niệm đấy, thì cái gì đấy mình nhận hết, rất là vui vẻ để nhận, thì khi đó mọi thứ trong cuộc sống của mình nó cứ sẽ thuận dần lên là vì như vậy. Chứ trước ấy là nhiều khi cái tâm lý của mình là mình thích cho hơn là thích nhận. Đến khi mà ai đó cho mình ngược lại cái gì, bắt đầu nội tâm nó lăn tăn. Nó lăn tăn xong rồi, xong bắt đầu hiểu. Chắc là phần lớn ở đây mọi người sẽ có cái tâm lý như vậy. Và giống như kiểu khi đó mình nhận, mình cảm giác như mình mang nợ họ ấy. Kiểu như mình cảm giác như mình mang nợ ấy. Nhưng mà khi mà Hà hiểu được rằng là bất kể cái gì trong cuộc sống, đặc biệt là cái này nhá, là luôn luôn nó phải có cho và nhận cân bằng. Cho và nhận cân bằng thì khi này nó mới thuận, không thì nó sẽ có cái nọ về cái kia diễn ra. Thì Hà chia sẻ thêm với cả nhà về cái này, và đặc biệt là các bạn kinh doanh. Hôm vừa rồi thì Hà có làm việc với thầy Quang về bên E-Tech. Thì tất nhiên là về định hướng của doanh nghiệp là đi đến đâu như thế nào thì các anh chị có làm rõ với thầy. Nhưng trong đó là anh Đạt, anh có hỏi thầy một câu là làm sao để biết được rằng là cái phước của mình nó như thế nào, và cái đó nhân quả nó sẽ như thế nào thì nó là cân bằng. Thầy chia sẻ nhân quả thế nào là cân bằng. Thì khi đó thầy mới nói là như này: giả sử như đối với doanh nghiệp, hay là bây giờ đối với các anh chị, Hà chia sẻ thì Hà cũng mong các anh chị nhận được cái này, để cứ theo công thức mà làm thôi. Có nghĩa là khi mà đối với cái doanh thu mà mình thu về ấy, cái doanh thu nhận được ấy, đối với người mà người ta có phước thì người ta phải cho đi 1% trên doanh thu. Còn nếu như mà không có phước, chưa đầy đủ phước ấy, phước nó chưa đầy đủ ấy, thì cái doanh thu nhận được mình phải trích 2% để mình cho đi bằng cách nào không biết. Tạo lập giá trị bằng cái cách anh chị chia sẻ, các anh chị có thể quy ra tiền rồi, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị cho tiền, hoặc là làm thế nào đấy các anh chị tạo được ra cái giá trị. Nhưng doanh thu của nó là đối với ai có phước là chúng ta phải trích 1% trên doanh thu để đưa đi. Còn cái mà các anh chị cho đi mà nó chưa đủ 1% ấy, thì việc gì nó diễn ra? Nhân quả là công bằng. Nên là
là khi khi có được cái công thức đấy, nếu như mà ví dụ như là doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp mà nhận về doanh thu là bao nhiêu tiền đấy, cái 1% đấy mà cho đi không đủ ấy, thì nó sẽ diễn ra cái gì các anh chị? À, nó sẽ diễn ra những cái bối cảnh, nó sẽ tạo ra những cái bối cảnh để chúng ta buộc phải chi ra cái khoản tiền đấy. Ví dụ như thanh tra kiểm tra. Chưa nói đến 200 lần. Đứng trên phương diện của doanh nghiệp nhá, là khi mà ví dụ như chúng ta nhận được cái doanh thu là bao nhiêu, thì thực ra là doanh nghiệp phát triển ra như này là chúng ta đã thấy là chúng ta có phước rồi, đúng không? Nhưng cái mà để cân bằng cái nhân quả đi là 1% đấy, 1% đấy là chúng ta phải mang đi tạo lập giá trị bằng cách nào không biết nhá, bằng cách nào không biết, nhưng là phải mang cái 1% đấy đi để tạo lập giá trị. Còn nếu như mà cái tạo lập giá trị này mà nó chưa đủ cái 1% đấy, thì nó sẽ có những cái bối cảnh diễn ra để làm sao cho cái giá trị đấy nó phải đi đúng bằng cái số đấy thì thôi. Nên là nó có những cái vụ thanh kiểm tra nó rất là bình thường sếp nhá, nên là không việc gì phải cuốn. Nên là tự nhiên lúc đấy Hà mới nghĩ này, nếu như ví dụ như các anh chị đi đường ấy, sao phải tự nhiên bị công an nó phạt ấy, có nghĩa là sao? Ý là cái giá trị chúng ta cho đi chưa đủ, chưa cân bằng với cái chúng ta nhận lại. Chứ còn nếu như các anh chị đã cho đi đủ rồi thì có phải là có những trường hợp ấy, bác công an bác vào, bác anh chào, bác anh chị hỏi thăm vài câu thì xong rồi đi nhá, đúng không? Nhưng mà có những người ấy, trời ơi, xin các kiểu, không được là không được, đúng không ạ? Đúng không? Hiểu. Tự nhiên lúc đấy, không, đấy là Hà mới ngộ ra cái này, nên là Hà chia sẻ với mọi người thôi. Bởi vì là những cái buổi này không phải là dạy cái gì cả, mà những cái gì hiện thực tốt đẹp của các anh chị, các anh chị chia sẻ với mọi người, nó dựa trên cái nhân quả đấy. Chứ còn đối với Hà ấy, về bản chất thì Hà cũng không mong muốn mọi người gọi Hà là thầy hay là cô gì đâu. Chỉ là những cái gì mà Hà đã chuyển hóa để cuộc sống nó tốt lên, công việc nó tốt lên, thì Hà chia sẻ lại với mọi người để mọi người có nhận được cái đó thôi. Nên là cái gì mà Hà nhận được, nhớ đến đâu thì Hà chia sẻ đến đấy. Bởi vì các anh chị phải hỏi, các anh chị phải chia sẻ, thì khi đó Hà mới gợi nhớ được. Nên là bối cảnh mỗi một lớp nó sẽ, nội dung nó sẽ hơi khác nhau tí. Mặc dù có thể là giá trị nó sẽ vẫn là cái cốt, nó chỉ là như thế này thôi. Cả này hình dung không? Nên là nhân quả nó công bằng được như thế đấy. Nên là cái gì nó đến ý, thì sao ạ? Nó đều là đúng thời điểm. Nên là cứ vui vẻ mà đón nhận đi. Chứ đừng có lúc đấy nó đến thì bắt đầu lại hậm hực, bắt đầu lại nghĩ là người này, nghĩ là người kia ấy, thì tự nhiên lại quên hết bài. Cả nhà hình dung không ạ? Nên là nhân quả nó công bằng như vậy thôi. Nên là vô tình ý, khi mà Hà muốn tìm hiểu về cái nhân quả này thì sẽ có những cái công thức như vậy đến với mình để chỉ cho mình rõ hơn về cái đó. Chứ thực sự là mà nó có những cái này nó rất là hay nhé các anh chị nhé. Và đặc biệt là cái ở đây có phần bên hành chính ý, thì Hà lưu ý với mọi người một điều là như thế này. Chúng ta làm nhận sinh viên về thực tập ấy, nhớ chỗ này giúp Hà này. Tại vì vô tình ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp khủng khiếp luôn mà. Mà đến bây giờ thì mới nhận ra, nếu như mình không trả lương cho họ thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà mình có trả lương cho họ ấy, và gọi là đặc biệt những ai mà thực tập ở các phòng ấy, thì mọi người cũng phải lưu ý cái này. Mình đã nhận họ về để cho họ thực tập thì phải làm rõ với người ta là người ta thực tập với mục tiêu gì, và cái mong muốn của họ sau khi thực tập ở đây ra, họ mong muốn nhận được cái gì. Thì khi mà họ đã kết thúc thực tập ở đây, mình phải check lại cái kết quả họ đã đạt được cái điều họ mong muốn hay chưa. Hình dung được không?
Nếu như mà họ còn mơ hồ cái chỗ nào thì phải giải quyết cho dứt điểm cái chỗ đó. Nếu không thì chuyện gì sẽ diễn ra? Hả? Về nhân sự ấy, khi mà chúng ta hỗ trợ cho người ta thực tập mà đến khi ra hình như người ta còn thấy mơ hồ hơn cái việc là người ta đi làm, đặc biệt là cái bộ phận kỹ thuật, thì sao ạ? Không phải, về sau nó đổ lại cho cái nhân sự của mình ấy. Tại vì sao sẽ có những cái doanh nghiệp các anh chị sẽ thấy này, tuyển rất nhiều người tài về nhưng không sử dụng được? Có không? Có không? Là bởi vì đơn thuần rõ ràng cái việc này chúng ta làm là tốt đó. Cho nghĩa là cho sinh viên về thực tập, nếu như họ học thêm được cái gì thì tự nhiên nó đổ lại cho chúng ta cái sự sáng tạo hay là những cái gì đấy nó rất rõ thông của công ty. Nhưng mà nếu như mà họ học, họ vào đây họ thực tập ý, hình như họ lại còn bị mơ hồ hơn là để nguyên họ nắm lý thuyết. Thế thì vô hình ý, tự nhiên nó đổ lại cho mình rằng là nhân sự của mình nó không phát huy được cái năng lực của họ. Cả nhà nắm nữa này chứ. Nên là khi mà nhận nhân sự vào phòng thực tập, mọi người lưu ý giúp Hà cái điều này. Đầu tiên phải làm rất rõ là cái kết quả họ mong muốn khi mà thực tập khỏi công ty là cái gì. Sau đó khi mà họ kết thúc thì chúng ta có cái trách nhiệm xác nhận lại. Chưa rõ cái gì thì phải làm cho rõ. Cả nhà nắm nắm chỗ này chưa ạ? Cái này rất là cảm ơn cô Hà chia sẻ cái ý này. Cái này thì công ty mình thực tiễn nó đã xảy ra rồi. Cái này tôi với anh Tân là cái giai đoạn vừa rồi là cũng đã chứng kiến rất nhiều. Và đến bây giờ ấy, là gần như là tất cả sinh viên vào thực tập là tôi đều phải quan tâm. Bởi vì cái giai đoạn trước đây là thỉnh thoảng chúng ta có sinh viên vào thực tập thì phân bổ về các cái phòng ban. Nhưng cái phòng ban nào mà ông trưởng phòng mà trách nhiệm với nhân viên, chú trọng đến đào tạo nhân viên của mình, thường xuyên giám sát đồng hành nhân viên của mình ý, thì thường là sinh viên thực tập ở những phòng đấy cũng sẽ tốt, cũng được quan tâm. Thế còn lại thì nhiều cái phòng mà bản thân là trưởng phòng ấy thì cũng thường xuyên đồng hành với nhân viên, thì khi mà sinh viên vào thực tập thì gần như là bị bỏ rơi. Vào đấy xong là cứ ngồi chơi sơi nước vậy chứ còn chả giao việc, chả hướng dẫn cái gì. Và cái này nó cũng đã có một số các cái thầy cô mà khi liên hệ với bên mình cho sinh viên sang thực tập, để xong về đấy người ta cũng đã phản ánh với ban giám đốc. Thì cái này là sau đấy thì tôi cũng đã có họp lại với cả bên hành chính và yêu cầu là bây giờ đấy là tất cả khi mà sinh viên vào thực tập cấp phòng thì đầu tiên là ban giám đốc cũng sẽ phải ngồi cùng để làm rõ cái mục tiêu, cái định hướng như Hà nói á, và định kỳ là hàng tuần, có thể là 1-2-3 tuần, nghĩa là tôi sẽ yêu cầu ví dụ sinh viên về kỹ thuật công nghệ để chỗ qua, hay là bên hành chính để phát triển kinh doanh thì thường xuyên đấy là hai khoảng đô 3 tuần là tôi cũng sẽ yêu cầu là các bạn ấy sang ngồi lại để thỉnh thoảng là tôi check lại xem đấy là các phòng đấy, trưởng phòng giao việc các thứ như thế nào. Đấy thì đúng như Hà nói là cái việc đấy nó rất là đơn giản thôi, nhưng nếu như mà cái trưởng phòng nào mà không quan tâm đến cái việc đấy, tức là cái người đấy bị bỏ rơi ấy, thì cái việc cái sau này cái kết quả cái nhân sự hiện hữu của cái phòng đấy là nó cũng cứ rơi rụng đúng như cái kiểu sinh viên thực tập. Mà mình là rơi người lành nghề chứ không phải là thực tập đâu. Gieo 1 gặt 200. Đúng. Thế đấy, cái này là đã có thực tiễn rồi. Và nó cũng đã nhìn nhận ra nên là thời gian tới cũng sẽ rất chú trọng quan tâm như thế này. Thì tôi cũng hy vọng ở đây có các trưởng phòng, nếu như sau này mà có những cái trường hợp sinh viên vào phòng mình thì cũng đặc biệt lưu ý cái vấn đề đó. Ok, cảm ơn. Nên Trinh lại chia sẻ thì đó là những cái mà lưu ý, tại vì chúng ta nhớ là nhân quả ấy, thì nó luôn luôn công bằng là vì như thế. Và nhớ năm cái bài học, thực sự là thì
Hà thấy rằng là năm cái bài học này nó rất là hay, thực sự hay. Vì khi mà bất kể một cái gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta nhớ được năm cái bài học đấy là chúng ta ứng vào ấy, thì khi đó mình mới thấy cuộc sống này nó đơn giản lắm. Và mình sẽ biết là mình thay đổi từ đâu, thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Nên là đấy là những cái mà hôm nay cái chỗ này là mọi người đã nắm được chưa? Nắm được chưa ạ? Cứ tập trung vào đây thì bạn ấy sẽ đi ra đây rồi. Nên là thay vì đó chúng ta hãy nâng cao cái chất lượng cuộc sống và tạo lập giá trị, thì khi đó tiền nó tự về. Và nhớ là cái quả gặt á là làm sao ạ? À, nó đúng thời điểm. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng còn loay hoay trong cuộc sống, gọi là nó không thấy cuộc sống nó chưa có vui, là bởi vì mình ham gặt quả sớm quá, đúng không ạ? Nhiều khi ăn quả non nó chát lắm, mà nhiều có cái quả non quá được đâu. Nên là cái gì đến với chúng ta thì nó đều là đúng thời điểm, nên là chúng ta cứ vui vẻ mà đón nhận thôi. Thì đấy là những cái nội dung mà hôm nay Hà chia sẻ đến với nhà mình. Thì bây giờ có bài tập ấy, nghĩa là chúng ta nhận quà hàng ngày ấy, để Hà nói mục tiêu cái nhận quà hàng ngày cho các anh chị hình dung để các anh chị còn có động lực. Chứ đôi khi là nhiều khi bắt phải làm thì làm, mà nhiều khi các anh chị làm Hà đọc Hà cũng thấy vui lắm. Mình bắt đầu trước khi là nhân gì quả gì, có nguyên chi chữ nhân gì quả gì. Các anh chị hiểu là cái lần trước ấy, Hà chia sẻ với cả nhà mình xong là kêu cả nhà về là làm cái quan sát cái quả như ý và nhân tốt, là vì lý do gì không? Biết vì sao lại yêu cầu như vậy không? Thực tế bất kể một ai cũng mong muốn cuộc sống của chúng ta thuận lợi, đúng chưa? Như ý, đúng chưa? Đúng không ạ? Mà bây giờ cái mà chúng ta quan sát hàng ngày này, ví dụ như bây giờ các anh chị ngồi chat với người khác ấy, mất bao nhiêu thời gian? Có bao giờ mà nó dưới khoảng 5 phút không? Vậy thì bây giờ mình chỉ quan sát là hôm nay mình nhận được cái gì như ý, nó có mất đến quá 5 phút không các anh chị? Hả? Hả? Nó có quá đến 5 phút không? Nếu như ai thực sự mà đặt tâm vào cái chuyện là quan sát cái quả như ý hàng ngày ấy, thì Hà đảm bảo với các anh chị, bây giờ các anh chị tuần này là tuần thứ 3 rồi, nếu như các anh chị nghiêm túc làm cái việc đấy thì Hà đảm bảo một điều rằng cuộc sống của các anh chị chuyển dịch không thể hình dung. Bởi vì năng lượng của chúng ta nó cứ 7 ngày nó sẽ dịch chuyển một lần, 7 ngày nó sẽ dịch chuyển một lần, 7 ngày nó sẽ dịch chuyển một lần. Và Hà luôn mong muốn mọi người hướng về cái phía ánh sáng ấy, là bởi vì quan sát cái quả như ý. Bây giờ cái thứ mà các anh chị như ý, các anh chị còn chẳng nhìn ra nữa, thì bây giờ các anh chị mong gì từ người khác, đúng không ạ? Nên là cái mà Hà mong muốn mọi người nhìn hàng ngày thế này, là bây giờ hôm nay mình ăn một món ngon, trời ơi cái cảm xúc của mình nó làm sao, hay là tự nhiên hôm nay chồng đưa tiền cho cảm xúc như Hà quả như ý đấy còn gì nữa, đúng không? Hay là mình được ai đó cho một cái miếng nước mà đấy thôi, mình uống xong mình uống xuống nó ngon thế, nó cũng chỉ là quả như ý thôi mà, làm cái gì đâu mà phải lớn lao. Hoặc là hôm nay gặp một ông khách, trời ơi sao hôm nay anh lại tươi thế này, quả không? Trời ơi, có những người ấy còn chưa hiện hình khách nó đã chửi rồi, chứ không phải là người ta tươi cười với mình, đúng không ạ? Thế thì bây giờ đi gặp khách tự nhiên ấy, vừa gặp một cái người ta đã cười hớn hở với mình rồi, có phải quả như ý không? Trời ơi, các anh chị ghi mỗi cái đấy ra mà nó cũng không nhớ à? Không nhớ mà? Hiểu hiểu không?
Nên là khi mà các anh chị cứ mỗi một ngày các anh chị tích một tí như ý vào mình, mỗi một ngày tích một tí như ý vào mình thì sao ạ? Trời ơi, đến một cái lúc mình không biết mình hạnh phúc từ khi nào, phải không ạ? Cả nhà hình dung ra không? Mà khi cả nhà nhớ này, bóng tối thì sẽ luôn luôn tồn tại. Chỉ khi mà chúng ta đưa ánh sáng vào thì bóng tối nó mới tan đi. Còn Hà hiểu cái tâm lý đấy. Ví dụ như bây giờ hỏi trong công việc các anh chị hài lòng về cái gì? Thì thực sự là xin thưa, để cho các anh chị ngồi có phải nghĩ chán là các anh chị mới kê ra được. Nhưng mà bảo là ủi bây giờ công việc có vấn đề gì không? Ui dồi ôi, có khi nó không cần nghĩ nhá, là bắt đầu kê ra một loạt, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy là chúng ta đi rất thường của cuộc sống. Bây giờ chúng ta đi ngược lại đi, hãy luôn ghi nhận. Tại vì về bản chất ý, khi mà các anh chị thấy vấn đề thì là các anh chị đang ghi nhận cái đó mà, là các anh chị đang tưới tẩm cho cái hạt giống đó mà, phải không ạ? Nên là bây giờ hàng ngày này chịu khó là quan sát những cái gì mà trời ơi mình cảm thấy rất là hài lòng. Ai nói một câu nói gì đấy mình nghe mình thấy vui thôi, mình cũng ghi vào, đúng không ạ? Đơn giản không? Là bởi vì lúc này khi mà mình cảm thấy mình vui thì đấy là các anh chị đang tưới tẩm cho những cái hạt giống như ý của chúng ta, phải không ạ? Và nếu như mà đặc biệt là đối với những người kinh doanh ý, mình bây giờ mình phải thực sự mình mong muốn điều gì. Thì bây giờ ví dụ như là ở trong phòng ý, ông đấy ông ký được cái hợp đồng 5-10 tỷ, trời ơi vui theo ông ấy đi, đến một ngày mình cũng sẽ có cái đó. Chứ còn bây giờ thấy ông ấy ký 5-10 tỷ, cái thằng này nó ăn may thì xong rồi. Hiểu không? Thế nên là chúng ta hãy thực hành cái đó. Hãy thực hành cái đó. Thì vô tình nhiều khi cái tiền đó, nó là thông tin, là mình như vậy. Mình giàu thông tin từ người khác thì tự nhiên là bản thân mình không kích được từ bên trong ra, thì mình mượn yếu tố từ phía bên ngoài để mình kích cái hạt mầm ở bên trong mình ra, thế thôi. Nên là các anh chị mà cứ tập trung vào cái gì thì cái hạt mầm bên trong mình nó kích cái đấy ra thôi chứ gì đâu. Nắm chỗ này chưa? Nên là ví dụ các anh chị muốn đạt doanh số bao nhiêu ấy, thì bây giờ nhìn thấy người ta đạt số là mình cũng phải vui rồi. Thì khi đó các anh chị rất đơn giản để đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn. Nhớ này, mình không tự tạo ra được từ bên trong ra thì mình mượn yếu tố từ bên ngoài vào. Nên là cái mà Hà nhắc mọi người là hãy quan sát cái quả như ý của mình ấy, ý của nó là như vậy đó. Đã thấy động lực muốn quan sát cái quả như ý của mình chưa? Hả? Hay là vẫn chưa? ai mà thực sự đặt tâm vào làm cái chuyện đấy ấy, thì bây giờ nó mọi thứ nó đã dịch chuyển khác đi rồi. Thế nên bây giờ chúng ta tiếp tục về quan sát nhé, xem là mình mong muốn cái điều gì thì làm sao ạ? Hãy hướng đến cái điều đó trước đi, là quan sát tập trung vào cái đó đi. Giả sử như là muốn mối quan hệ hòa hợp thì là mối quan hệ hòa hợp, thì có thể là nhìn thấy ai đó như thế nào đó. Tại vì cái mà kể cả chúng ta thấy trong mơ các anh chị nhá, về bản chất nó cũng vẫn đang là quả của mình mà, đúng không ạ? Chỉ có điều hình tướng nó khác nhau thôi. Có thể các anh chị sẽ như xem phim, có thể là chúng ta tự trải nghiệm, tất cả đấy nó đều là quả của mình hết đó. Thì đấy là về mọi người vẫn thực hành. Nếu như mà nói được là hiểu được cái bài học tâm đắc ngộ ra thì ghi bài học tâm đắc ngộ ra. Còn nếu không thì các anh chị giúp Hà là hôm nay mình hài lòng nhất với bản thân mình về cái gì thì ghi ra. Sau đó là nếu như mà tìm được cái nhân từ cái việc ra cái quả đấy được thì là